Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 75. Ông, kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí hóa thành hình bán nguyệt bay ra khỏi tường thành, tốc độ kiếm khí cực nhanh, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, cái thân thể 1000 người đang xông thẳng về phía trước bị cắt ra làm hai. Vô số ngũ tạng lục phủ, ruột, máu tươi rơi vãi trên mặt đất, cảnh tượng hiện tại rất huyết tinh. Đám người lập tức dừng lại. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp trên tường thành, giờ phút này, trong con mắt của bọn họ không còn thần thái hung ác, chỉ có sợ hãi. Người trung niên cầm đầu mắng chửi Dương Diệp lại nghiêm túc. Lúc này, đột nhiên Thương Thanh Ảnh xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau lưng nàng là năm lão giả, toàn bộ đều là bán thánh cao cấp. Nhìn thấy Thương Thanh Ảnh, sắc mặt người trung niên trong đám người âm trầm, nói. Thương giáo tập, ta cần công đạo. Bằng không đừng trách Tô Ngọc ta không cho ngươi mặt mũi. Thương Thanh Ảnh đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Người này tên Tô Ngọc, là đệ đệ tộc trưởng Tô Gia của một trong hai đại gia tộc lớn nhất Vân Hải Thành. Tô Gia có thế lực rắc rối khó gỡ trong Vân Hải Thành, không chỉ có lực ảnh hưởng rất lớn tại Vân Hải Thành, cũng rất có lực ảnh hưởng trong thư viện chúng ta, bởi vì một ít trưởng lão cùng đệ tử trong thư viện đều đến từ Tô Gia. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh nhìn đám người Tô Ngọc, sau đó nói. Bởi vì đại đa số sản nghiệp Tô Gia đều ở phía Bắc, bởi vậy khi ngươi thả yêu thú vào thành, những yêu thú kia đã phá hủy ít nhất hơn 1000 chỗ sản nghiệp của Tô Gia, trong đó còn chết đi rất nhiều Tô Gia cường giả. Cho nên bọn họ cảm thấy đây là chúng ta sai, sau đó tới tìm chúng ta gây phiền toái, đúng không? Dương Diệp nói. Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài, nói. Dương Diệp. Ta biết rõ tâm lý của ngươi khẳng định không thoải mái, nhưng nghe ta một câu, Vân Hải Thành đến bây giờ vẫn không có loạn, có thể nói là nhờ vào Tô Gia cùng Lý Gia. Nếu như ngươi động người của Tô Gia ra lệnh một tiếng, nhất định có rất nhiều người trong Vân Hải Thành sẽ tạo phản. Bọn họ không dám đối phó Vân Hải Thư Viện chúng ta, nhưng bọn họ nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh hỏi. Thương Thanh Ảnh trầm mặc một lúc, sau đó nói. Đầu tiên, không thể lại thả yêu thú vào thành. Thứ hai, đi theo ta tới Tô Gia tìm gia chủ Tô Gia giải thích, ta còn có mấy phần tình mọn, có lẽ không khó dẹp loạn việc này. Thương giáo tập, ngươi sai rồi. Lúc này, đột nhiên một gã trưởng lão sau lưng Thương Thanh Ảnh đứng ra, nói. Không phải Tô Gia chúng ta không cho mặt mũi ngươi, chỉ là vấn đề này, không chỉ có liên quan đến Tô Gia chúng ta. Còn có những thế gia đi theo Tô Gia chúng ta. Diệp giáo tập lần này vô duyên vô cớ thả yêu thú vào thành, chúng ta tổn thất những sản nghiệp kia không có gì, nhưng Tô Gia và thế gia phụ thuộc vào Tô Gia chết mấy vạn người. Vấn đề này, nếu như cứ tính toán như vậy, Tô Gia chúng ta làm sao còn có mặt mũi đặt chân tại Vân Hải Thành? Ngươi là người Tô Gia. Dương Diệp nhìn về phía trưởng lão kia, hỏi. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh nhìn đám người Tô Ngọc, sau đó nói. Bởi vì đại đa số sản nghiệp Tô Gia đều ở phía Bắc, bởi vậy khi ngươi thả yêu thú vào thành, những yêu thú kia đã phá hủy ít nhất hơn 1000 chỗ sản nghiệp của Tô Gia, trong đó còn chết đi rất nhiều Tô Gia cường giả. Cho nên bọn họ cảm thấy đây là chúng ta sai, sau đó tới tìm chúng ta gây phiền toái, đúng không? Dương Diệp nói. Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài, nói. Dương Diệp, ta biết rõ tâm lý của ngươi khẳng định không thoải mái, nhưng nghe ta một câu. Vân Hải Thành đến bây giờ vẫn không có loạn, có thể nói là nhờ vào Tô Gia cùng Lý Gia. Nếu như ngươi động người của Tô Gia ra lệnh một tiếng, nhất định có rất nhiều người trong Vân Hải Thành sẽ tạo phản. Bọn họ không dám đối phó Vân Hải Thư Viện chúng ta, nhưng bọn họ nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh hỏi. Thương Thanh Ảnh trầm mặc một lúc, sau đó nói. Đầu tiên, không thể lại thả yêu thú vào thành. Thứ hai, đi theo ta tới Tô Gia tìm gia chủ Tô Gia giải thích, ta còn có mấy phần tình mọn, có lẽ không khó dẹp loạn việc này. Thương giáo tập, ngươi sai rồi. Lúc này, đột nhiên một gã trưởng lão sau lưng Thương Thanh Ảnh đứng ra, nói. Không phải Tô Gia chúng ta không cho mặt mũi người, chỉ là vấn đề này, không chỉ có liên quan đến Tô Gia chúng ta, còn có những thế gia đi theo Tô Gia chúng ta. Diệp giáo tập lần này vô duyên vô cớ thả yêu thú vào thành, chúng ta tổn thất những sản nghiệp kia không có gì, nhưng Tô Gia và thế gia phụ thuộc vào Tô Gia chết mấy vạn người. Vấn đề này, nếu như cứ tính toán như vậy,
Tô gia chúng ta làm sao còn có mặt mũi đặt chân tại Vân Hải Thành? Ngươi là người Tô gia? Dương Diệp nhìn về phía trưởng lão kia, hỏi. Lão phu tên Tô Văn, nhị thúc của tộc trưởng Tô gia đương nhiệm. Trưởng lão này nói. Ta nghe qua Diệp giáo tập ngươi, cũng biết ngươi dám làm nhiều việc. Nếu như Diệp giáo tập cảm thấy Tô gia ta dễ khi dễ, đại khái có thể thử xem. Dương Diệp cười khẽ, sau đó nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Thương cô nương, nhìn thấy chưa? Tô gia có chút thực lực nhưng lại co đầu rút cổ trong thành, không đến thủ thành, mà chúng ta, nếu thủ không được, bọn họ còn tới trách chúng ta. Nói thực ra, ngươi không cảm thấy biệt khuất sao? Biệt khuất con bà ngươi. Lúc này, một người trung niên trong đám người lao tới, hắn bay lên không trung và chỉ vào Dương Diệp, hắn nổi giận mắng. Thủ tòa thành này có quan hệ gì với Tô gia chúng ta? Ngươi có cho chúng ta tiền hay chỗ tốt gì không? Con mẹ nó ngươi không có cho cái gì, dựa vào cái gì muốn Tô gia chúng ta dốc sức liều mạng thủ thành với các ngươi? Ta nhổ vào. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta hiểu thái độ của Tô gia các ngươi. Nói đến đây, cổ tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện trên tay, tay phải nắm chặt, ý kiếm xuất hiện trên tay, ý kiếm tiến vào cổ sao, nói. Sau ngày hôm nay, Vân Hải Thành không còn Tô gia. Chỉ bằng ngươi, ha ha. Tên người trung niên kia cười to như điên, nhưng hắn nhanh chóng im lặng, bởi vì chẳng biết lúc nào, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt hắn và bóp cổ đối phương. Làm càn. Trưởng lão Tô gia Tô Văn giận dữ, hắn muốn ra tay, nhưng mà lúc này, Dương Diệp đã buông yết hầu của trung niên kia ra, sau đó biến mất quỷ dị. Sau khi Dương Diệp biến mất, sắc mặt Tô Văn đại biến, bản năng nói cho hắn biết gặp nguy hiểm, muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng mà đã trễ. Hai đạo uy áp kinh khủng bao phủ lấy hắn, làm cho thân hình của hắn trì trệ, hắn đứng nguyên tại chỗ, sau đó có mũi kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Kiếm ý thiên giai tam trọng, sát ý thiên giai tam trọng, tốc chi pháp tắc, ngươi. Tô Văn kinh hãi nhìn Dương Diệp, hắn biết rõ Dương Diệp rất mạnh, nhưng hắn cho rằng, Dương Diệp mạnh hơn nữa cũng mạnh thế nào. Dù sao đối phương chỉ là một hoàng giả cảnh mà thôi, mà hắn, đã là bán thánh cao cấp. Hơn nữa còn là trưởng lão Vân Hải Thư Viện, sau lưng lại có Tô gia, bởi vậy, hắn cũng không có đặt Dương Diệp trong lòng, cũng không cho rằng Dương Diệp dám động thủ với hắn. Nhưng hắn sai rồi. Diệp Dương, ngươi đừng sằng bậy. Thương Thanh Ảnh nhìn thấy Dương Diệp quyết đoán ra tay, chỉ một chiêu đã chế trụ Tô Văn, nàng cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói. Tô trưởng lão lập vô số công lao cho Thư Viện, nhân mạch cực lớn trong Thư Viện, ngươi. Xùy. Thương Thanh Ảnh còn chưa nói xong, một đầu người nương theo máu tươi phóng lên cao. Tất cả mọi người kinh hãi. Dương Diệp một kiếm chém giết Tô Văn, ánh mắt hắn nhìn sang người trung niên trên không trung, đối phương biến sắc, thân hình lóe lên, hắn tiến vào trong đám người, sau đó nói. Tốt cho Diệp Dương, ngươi cũng dám ỷ vào thực lực của mình giết người Tô gia ta, tốt, nếu ngươi không đặt Tô gia vào mắt, vậy cũng đừng trách Tô gia ta vô tình, tất cả mọi người nghe lệnh. Giết Diệp Dương. Giết, giết Diệp Dương. Sát. Vô số người lao tới tấn công Dương Diệp. Tất cả người trên tường thành nghe lệnh, một cũng không lưu. Khi Dương Diệp vừa dứt lời, một đạo kiếm khí chém ngang qua, hơn 1.000 người mất mạng. Sau đó, Dương Diệp trực tiếp chui vào trong đám người, hắn đi tới trước mặt người trung niên, vào lúc hắn chưa kịp phản ứng đã bóp cổ hắn. Chờ người trung niên kịp phản ứng thì hắn đã theo Dương Diệp xuất hiện trên tường thành. Ngươi! Người trung niên vừa muốn nói chuyện, Dương Diệp không cho hắn cơ hội, trực tiếp cong ngón búng ra, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào bụng hắn và đóng đinh trên tường thành. Dương Diệp không có trực tiếp muốn mạng của hắn, bởi vậy, người trung niên còn chưa chết, hắn bị đóng đinh trên thành, với hắn mà nói còn khó chịu hơn cả chết. Sau khi đóng đinh người trung niên, thân hình Dương Diệp khẽ động. Hắn tiến vào trong đám người, sau đó kiếm quang lóe lên, có 1.000 người mất mạng. Ngay từ đầu, đám người kia còn ỷ vào nhân số nhiều, mọi người dám xông dám giết, nhưng khi Dương Diệp dùng mấy kiếm chém giết mấy ngàn người thì đám người không dám xông lên nữa, không chỉ không dám xông, tất cả đều bỏ trốn. Không đến nửa khắc đồng hồ, gần 1 vạn thi thể nằm dưới tường thành. Ở trong đó, đại bộ phận là Dương Diệp giết chết, cũng có rất nhiều bị quân giữ thành giết. Đối với mệnh lệnh của Dương Diệp, quân giữ thành Bắc không dám vi phạm. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi muốn làm cái gì? Thương Thanh Ảnh đi đến trước mặt Dương Diệp,
nàng giận dữ hét lên. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Dương Diệp hỏi lại. Đứng ở chỗ này cho bọn họ giết. Chuyện này không nên phát triển thành như thế. Thương Thanh Ảnh tức giận nói. Nếu như không phải ngươi khư khư cố chấp, muốn dùng loại phương thức cực đoan này, sự việc cũng không đến mức như vậy. Ngươi cũng đã biết, hành vi của ngươi sẽ làm Huyền Giả Vân Hải Thành ghi hận Vân Hải Thư Viện chúng ta, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Vân Hải Thư Viện, ngươi có biết hay không? Dương Diệp suỵ cười một tiếng, nói. Cái gọi là thanh danh ngươi nói chính là dùng tính mạng người Vân Hải Thư Viện để bảo hộ loại rác rưởi như Tô gia sao? Hy sinh vô số đệ tử Vân Hải Thư Viện để đổi lấy thanh danh của Vân Hải Thư Viện, là thế phải không? Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp âm trầm, nói. Thương cô nương, ngươi muốn làm như vậy, đó là việc của ngươi, nhưng ta không làm như vậy, cũng sẽ không đi quản ngươi. Nhưng mà, ta làm như thế nào, đó là chuyện của ta. Ta hy vọng ngươi đừng có lải nhải trước mặt ta, nhẫn nại của ta có hạn. Tốt, ta mặc kệ ngươi. Thương Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Ta muốn xem ngươi làm sao bãi bình Tô gia. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói. Ta muốn tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện và quân đội Vân Hải Thành nghe mệnh lệnh của ta, nếu như ngươi không muốn, cũng không sao, ta hiện tại liền mang theo người của ta đi. Ta nghĩ đây là việc mà ngươi nhìn thấy, bởi vì ta vừa đi. Ngươi có thể dựa theo phương thức của ngươi xử lý việc trong Vân Hải Thành. Ngươi muốn làm gì? Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Thời gian không nhiều lắm, ta không muốn giải thích thêm. Ta chỉ muốn nói, thời kỳ phi thường, phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Trước khi, ta cần bắt người lập uy, đáng tiếc, không có người đứng ra, hiện tại, Tô gia đứng ra. Không được, tuyệt đối không được. Thương Thanh Ảnh tức giận nói. Nếu động Tô gia, Vân Hải Thành nhất định đại loạn, hơn nữa trong thư viện có rất nhiều người có quan hệ với Tô gia sẽ không cho phép, khi đó. Dương Diệp gật đầu, hắn cắt lời của Thương Thanh Ảnh, nói. Đã như thế, Thương cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn quân coi giữ trên tường thành, nói. Các ngươi có nguyện theo ta rời khỏi Vân Hải Thành? Nguyện ý. Những quân coi giữ hơi do dự, nhưng khi đám người Hách Xuất Bác lại đáp lại ngay lập tức. Dương Diệp gật đầu, nói. Mở cửa thành, nguyện ý theo ta đi thì giết ra ngoài. Xoẹt xoẹt tương đương. Dương Diệp vừa dứt lời, cửa thành đã mở ra. Giết. Nghe ngươi. Đúng lúc này, Thương Thanh Ảnh vội vàng nói. Từ giờ trở đi, tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện kể cả quân coi giữ toàn bộ nghe ngươi. Ngươi muốn làm sao thì làm, tất cả đều nghe ngươi. Thương Thanh Ảnh nói ra những lời này cũng bất đắc dĩ. Bởi vì nàng biết rõ, một khi tất cả binh lực Vân Hải Thư Viện nghe Dương Diệp, khi đó sẽ điên cuồng cỡ nào. Nhưng nàng không có lựa chọn, nàng không chút nghi ngờ, nếu như nàng không đồng ý, Dương Diệp nhất định sẽ mang theo những người này đi. Nếu như những người này đi cùng hắn, hắn cũng rời đi. Một khi Dương Diệp đi, việc này có ý nghĩa thế nào? Không phải nói không có Dương Diệp, Vân Hải Thành thủ không được. Phải biết rằng, lúc này viện quân Cổ Kiếm Trai đang chạy tới Vân Hải Thành, mà những viện quân này chỉ nhận Dương Diệp. Không có Dương Diệp, người Cổ Kiếm Trai sẽ giúp Vân Hải Thư Viện thủ thành sao? Còn nữa, Dương Diệp điên cuồng chút ít, nhưng hắn có năng lực cùng thực lực chân thật đáng tin. Hơn nữa có hắn ở đây, không chỉ có thể trấn nhiếp đàn sói Thiên Lang Sơn Mạch, còn có thể trấn nhiếp một ít thế lực làm loạn trong Vân Hải Thành. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, trong thế hệ trẻ của Vân Hải Thư Viện hiện tại, thanh danh Dương Diệp lúc này, trừ thượng quan Vân Hải ra, không ai bằng. Hơn nữa, Dương Diệp lúc này đã khơi mào đại loạn trong Vân Hải Thành, tăng thêm hắn được nhân tâm của ngoại viện, nếu như hắn đi, ngoại viện tất nhiên sẽ đi theo hắn, còn ai thu thập cục diện rối rắm trong Vân Hải Thành? Ai có thể thu thập? Nếu như thượng quan Vân Hải xuất quan, có lẽ có thể. Nhưng cho dù thượng quan Vân Hải xuất quan, hắn cũng tuyệt đối không có thời gian để ý tới Vân Hải Thành. Bởi vì thượng quan Vân Hải khẳng định đã bị Thiên Lang Sơn Mạch giám thị, một khi hắn xuất quan, nhất định sẽ có cường giả ngăn cản hắn. Cho nên, Dương Diệp lúc này không thể rời đi. Một đạo kiếm khí chém vào cửa thành, vô số con sói muốn vào thành bị chém giết, cùng lúc đó, cửa thành bị Dương Diệp đóng lại. Dương Diệp thu kiếm, quay người nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Ngươi xác định. Xác định. Thương Thanh Ảnh gật đầu nói.
Dương Diệp nói. Chuyện kế tiếp ta muốn làm không phải ngươi có thể tưởng tượng được, nhưng ta hy vọng, ngươi đứng bên ta, hoặc là, ngươi không cần làm gì. Như vậy, có thể. Có thể. Thương Thanh Ảnh nói. Dương Diệp gật gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên xa xa xuất hiện một đám người. Cầm đầu là trung niên cầm trường đao trong tay, người trung niên tướng mạo có vài phần tương tự người trung niên bị đóng đinh trên tường thành. Sau lưng người trung niên này là 3.000 huyền giả mặc khôi giáp màu đen. Phía sau 3.000 người này là một đám người, khoảng chừng gần 10 vạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại bộ phận người nơi đây mang theo yêu thú, khoảng chừng hơn vạn con. Những yêu thú này chính là yêu thú bị Dương Diệp bỏ vào thành. Đây là gia chủ Tô gia Tô Tinh Vân. Thương Thanh Ảnh nói. Truyền lệnh, bảo tất cả quân coi giữ hoàng giả cảnh và cường giả thư viện tới. Dương Diệp nói. Vân Hải Thành. Thương Thanh Ảnh hỏi. Không sao, trong thời gian ngắn, đàn sói không thể công phá đại trận bảo hộ Vân Hải Thành. Dương Diệp nói. Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, từng gợn sóng xuyên qua không gian. Chỉ chốc lát, tất cả cường giả hoàng giả cảnh đều chạy tới tường thành. Dương Diệp hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cường giả hoàng giả cảnh lại nhiều tới 5 vạn, trong đó cường giả bán thánh có khoảng 100 người, có hơn 10 bán thánh cao cấp. Nghĩ lại cũng thoải mái, Vân Hải Thư Viện nói như thế nào cũng là thế lực bạch kim, nếu như không cầm ra 1 vạn tên cường giả hoàng giả cảnh thì còn gọi cái gì là bạch kim. Hơn nữa, nội tình Vân Hải Thư Viện khẳng định không chỉ có như thế, không nói việc khác. 7 tên thánh giả đã chứng minh tất cả. Xem Vân Hải Thành xem như nửa căn cứ địa của Vân Hải Thư Viện, nhưng nó lại không phải đại bản doanh chính thức của Vân Hải Thư Viện. Muốn thủ, nhưng Vân Hải Thư Viện sẽ không dốc sức liều mạng thủ. Cho nên, Dương Diệp xem ra, những người này và ám viện đều không phải thực lực chân chính của Vân Hải Thư Viện. Từ giờ trở đi, tất cả đệ tử, trưởng lão, hộ pháp Vân Hải Thư Viện, còn có tất cả quân coi giữ Vân Hải Thành sẽ nghe theo Diệp giáo tập chỉ huy, bất luận kẻ nào cũng không được cãi lời. Thương Thanh Ảnh nói. Nghe vậy, trong mắt những cường giả chạy tới cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thương Thanh Ảnh, hắn cũng tò mò thân phận của Thương Thanh Ảnh bởi vì nếu như Thương Thanh Ảnh chỉ là giáo tập nội viện, làm sao có thể làm những người này nghe lệnh nàng. Phải biết rằng, ở trong đó rất nhiều người có thân phận cùng thực lực cao hơn nàng. Ví dụ như những bán thánh cao cấp. Dương Diệp không có tâm tư suy nghĩ việc này, bởi vì đám người Tô Tinh Vân đã đi tới dưới thành. Tô Tinh Vân liếc mắt nhìn người trung niên bị đóng đinh trên tường thành, sau đó ánh mắt của hắn nhìn lên người Dương Diệp, nói. Nghĩ đến các hạ chính là giáo tập Diệp Dương mới nhậm chức của Vân Hải Thư Viện, rất tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta nghĩ ngươi sẽ trực tiếp ra tay đấy. Dương Diệp nói. Ta làm sao dám. Tô Tinh Vân khẽ cười một tiếng, nói. Các hạ dùng sức một mình đồ sát mấy chục vạn yêu thú, lại đồ sát ám viện, thực lực như vậy, chỉ sợ năm đại thiên tài cũng không phải đối thủ của ngươi. Tô Mỗ tự nhiên có vài phần thực lực, nhưng nếu giao thủ với các hạ, chỉ sợ cũng không sống được qua mấy chiêu. Ta hôm nay đến đây, không phải vì báo thù cho thân đệ đệ và tộc thúc, ta đến vì muốn đòi công đạo cho những người bị yêu thú giết chết. Tìm ta đòi công đạo. Dương Diệp nao nao, lập tức cười nói. Ta rất ngạc nhiên, đến đây, nói nghe một chút. Sắc mặt Tô Tinh Vân trầm xuống, nói. Diệp Dương, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi một mình mở cửa thành, trong thành có bao nhiêu con mất đi phụ mẫu? Có bao nhiêu phụ mẫu mất con? Có bao nhiêu thê tử mất đi trưởng phu? Có bao nhiêu trưởng phu mất đi thê tử? Nói đến đây, Tô Tinh Vân chỉ vào Dương Diệp, tức giận nói. Ngươi có biết? Bởi vì ngươi, có bao nhiêu gia đình tan nát? Dương Diệp nhún nhún vai, nói. Ta cũng không nghĩ như vậy, yêu thú quá nhiều, các ngươi lại không muốn đi ra hỗ trợ thủ thành, ta không có biện pháp giữ vững cửa thành, chỉ có thể thả yêu thú tiến vào. Ai, nói thực, ta vô cùng lý giải các ngươi, nhưng mà, giết thân nhân các ngươi cũng không phải ta, mà đám lang yêu của thiên lang tộc, các ngươi muốn tìm công đạo, cũng đi tìm bọn chúng. Bọn chúng đang ở ngoài cửa. Có cần ta mở cửa thành ra hay không? Đám xúc sinh thiên lang tộc đáng chết, nhưng tại sao ngươi thả yêu thú vào thành? Tô Tinh Vân trầm giọng nói. Yêu thú quá nhiều, chúng ta ít người, chúng ta thủ không được. Dương Diệp nói. Vì cái gì các ngươi thủ không được?
Trong tình thế cấp bách, Tô Tinh Vân nói xong, sắc mặt hắn biến hóa, hắn biết rõ mình nói sai. Quả nhiên, khi nghe Tô Tinh Vân nói xong, sắc mặt đệ tử Vân Hải Thư Viện và những quân coi giữ lập tức trầm xuống, mọi người nhìn Tô Tinh Vân với ánh mắt bất thiện. Sắc mặt của Thương Thanh Ảnh cũng âm trầm như nước. Tô Tinh Vân muốn bổ cứu, thế nhưng Dương Diệp lại khoát tay, nói. Không nên nói nhảm, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Nói xong, Dương Diệp chỉ vào những người sau lưng Tô Tinh Vân, nói. Ta làm người có lớn nhất khuyết điểm chính là mềm lòng, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội, hiện tại, các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ xem việc vừa rồi chưa xảy ra. Hiện tại các ngươi không đầu hàng, lát nữa các ngươi muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Diệp Dương, chẳng lẽ ngươi muốn giết chúng ta sao? Tô Tinh Vân cười lạnh một tiếng, nói. Ta thừa nhận, thực lực Diệp Dương ngươi đúng là nghịch thiên, nhưng thì tính sao? Chỉ cần Tô gia ta ra lệnh một tiếng, trong thành có thể triệu tập ít nhất 100 vạn người, 100 vạn người, Diệp Dương ngươi giết hết sao? Đúng đấy, Diệp Dương, ngươi lợi hại, có thể giết được nhiều người chúng ta như vậy sao? Cho dù ngươi giết, nhưng ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Diệp Dương, ngươi tự tiện thả yêu thú vào thành, để yêu thú đổ thành, hành vi như thế tương đương phản bội Vân Hải thành, xem một chút đi, có bao nhiêu người trong thành chết đi. Ngươi như còn có một tia lương chi thì nên tự sát tạ tội với thiên hạ. Chu Diệp Dương. Sau lưng Tô Tinh Vân, vô số người hò hét. Giết, một cũng không lưu. Dương Diệp nói. Mọi người hơi sững sờ, kể cả đám người Tô Tinh Vân cũng cho rằng mình nghe lầm. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đệ tử Vân Hải Thư Viện và quân coi giữ một vòng, nói. Ta nói giết, đều điếc sao? Lúc này đây, mọi người nghe rõ ràng. Đám người Hách Xuất Bác không do dự, thân hình mọi người lóe lên, bọn họ lao thẳng vào đám người phía dưới. Ánh mắt các cường giả đều nhìn sang Thương Thanh Ảnh, bàn tay như ngọc của Thương Thanh Ảnh nắm chặt, cánh tay nàng đang run nhẹ nhẹ. Yên lặng một chớp mắt, Thương Thanh Ảnh gào thét. Giết, giết cho ta, một cũng không lưu. Sát. Vào lúc này, mọi người không có chần chờ, toàn bộ lao thẳng vào đám người Tô Tinh Vân. Ngươi, các ngươi, Diệp Dương, ngươi, người điên sao? Tô Tinh Vân hoảng hốt, hắn có nghĩ Dương Diệp dám thật giết bọn họ không? Phải biết rằng, phía sau hắn có tới 10 vạn người, nhưng có thể hiệu triệu thêm nhiều. Người, đặc biệt là thời điểm thánh giả của Vân Hải Thư Viện bị thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch kiềm chế, đừng nói một tiểu giáo tập ngoại viện, cho dù là Vân Hải Thư Viện cũng không dám động đến Tô gia hắn. Nhưng mà, hắn sai lầm. Thực lực Tô gia không tệ, tăng thêm nhiều người, cũng có chút khí thế. Nhưng so sánh với cường giả của Vân Hải Thư Viện, không, phải nói căn bản không cách nào so sánh được. Đồ sát, hoàn toàn đồ sát. Tuy bên phía Dương Diệp không có nhân số nhiều như Tô Tinh Vân, nhưng thực lực người bên Dương Diệp hoàn toàn nghiền áp Tô Tinh Vân, đặc biệt là trí cường giả mạnh hơn Tô Tinh Vân quá nhiều, bởi vậy, cảnh tượng chiến đấu nghiêng hẳn về một bên. Thương cô nương, ta, Tô gia ta là người ủng hộ trung thành với Thư Viện, các ngươi làm như vậy. Sẽ không sợ lạnh tâm mọi người hay sao? Trong đám người, Tô Tinh Vân hô to. Thương Thanh Ảnh nhắm mắt lại, nàng không để ý. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thương giáo tập, chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng, kính xin thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý đầu hàng, đừng đuổi, a. À. Trong tràng, vô số người bắt đầu hàng, nhưng giết chóc vẫn tiếp tục. Thương cô nương. Tô gia ta nguyện ý dốc toàn lực thủ thành. Một giọng nói vang lên. Thương Thanh Ảnh mở mắt ra, bàn tay như ngọc của nàng vung lên, những người đang đổ sát cũng dừng lại. Bởi vì người nói chuyện chính là Tô Tinh Hà. Thương Thanh Ảnh nhìn về phía Dương Diệp. Ông! Một đạo kiếm khí chém bay đầu mấy trăm người. Dương Diệp nhìn người Vân Hải Thư Viện, nói. Ta nói, một cũng không lưu. Bọn họ đã đầu hàng. Thương Thanh Ảnh nói chuyện còn mang theo rung động. Thương Thanh Ảnh vừa dứt lời, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện trước mặt nàng, sau đó thanh kiếm đặt lên mi tâm Thương Thanh Ảnh, yên lặng một chớp mắt, một tia máu tươi chảy ra khỏi mũi kiếm, dung nhan tuyệt mỹ của Thương Thanh Ảnh bị máu tươi bao trùm. 10 giây, đám người kia không chết, nàng chết. Dương Diệp nói chuyện lạnh lẽo tới tận xương tủy. Nhìn thấy một màn này, các cường giả Vân Hải Thư Viện kinh hãi, trừ đám người Hắc Xuất Bác ra. Còn lại cường giả Vân Hải Thư Viện đều nhìn hằm hằm vào Dương Diệp.
Đám người Tô Tinh Vân lại sửng sốt hoàn toàn. Sau khi phục hồi tinh thần lại, đám người Tô Tinh Vân sinh ra cảm giác sợ hãi. Giáo tập ngoại viện Vân Hải Thư Viện này đúng là một tên điên. Một lão giả Vân Hải Thư Viện tức giận nói. Diệp Dương ngươi dám, ngươi có biết nàng là ai không? Ngươi nếu dám động tới nàng, ngươi hẳn chết không thể nghi ngờ. 9. Dương Diệp không có để ý tới lão giả kia, hắn bắt đầu đếm. Diệp Dương, ngươi có biết ngươi đang? Lão giả kia còn chưa nói xong, Dương Diệp lại đếm tiếp. 8. Lão giả kia giận dữ, còn muốn nói điều gì, lúc này, lão giả bên cạnh hắn đã giữ hắn lại, nhưng sau đó xoay người nhìn sang đám cường giả thư viện khác, nói. Nghe hắn, giết, một cũng không lưu. Tuy hắn không tiếp xúc sâu với giáo tập ngoại viện này, hắn biết rõ, đối phương tuyệt đối là người dám nói dám làm. Hắn dám đổ sát cả ám viện, còn có chuyện hắn không dám làm hay sao? Dương Diệp, ngươi thật ác độc, ta. Trong đám người, Tô Tinh Vân gào thét thật lớn. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người chạy đến, nhìn thấy những người này, đám người Tô Tinh Vân vui mừng, bởi vì những người này là cứu binh hắn gọi tới. Vân Hải Thư Viện diệt sát phản đồ, không muốn chết thì cút xa một chút. Một gã bán thánh cao cấp của Vân Hải Thư Viện lạnh lùng nhìn đám người đang chạy tới, đám người chạy tới nghe nói như thế lập tức ngừng tại chỗ. Tô gia rất mạnh tại Vân Hải Thành, không người nào dám đắc tội, nhưng càng không người nào dám đắc tội Vân Hải Thư Viện. Nói giỡn, đây chính là thế lực bạch kim, mà Tô gia, nhiều lắm chỉ xem như hoàng kim mà thôi. Khi thế lực hoàng kim và thế lực bạch ngân phát sinh xung đột, kẻ đần cũng biết nên đứng bên nào. Người chạy tới lui về phía sau mấy trăm trượng, mọi người không bỏ chạy, mà là đứng xa nhìn người Vân Hải Thư Viện đổ sát đám người Tô Tinh Vân. Rất nhanh, 10 giây qua đi. Trong tràng, thi thể 10 vạn người nằm dưới tường thành, mùi máu tươi tràn ngập mỗi góc thành, làm cho người ta cảm thấy rất buồn nôn. Hiện tại, người thỏa mãn chưa? Bỗng nhiên Thương Thanh Ảnh nói. Giết nhiều người như vậy, người thỏa mãn chưa? Dương Diệp cũng không quản Thương Thanh Ảnh. Mà là đi tới trước mặt Tô Tinh Vân, hắn cũng không có nói nhảm cùng đối phương, cong ngón búng ra, một thanh kiếm đóng đinh đối phương lên tường thành. Sau khi làm xong tất cả, Dương Diệp bay lên tường thành, sau đó nói. Hắc Suất, mở cửa thành, thả yêu thú tiến vào, vô song, thông cáo toàn thành, nếu muốn sống, toàn bộ đến đây thủ thành cho ta, phàm là người đến thủ thành, Vân Hải Thư Viện ta cùng tiến thối với kẻ đó, không đến, sinh tử tự chịu. Nếu có người dám thừa dịp gây chuyện lung tung, Vân Hải Thành Tô gia chính là tấm gương của kẻ đó. Để cho tộc trưởng Tô gia còn sống. Dương Diệp nói. Tự nhiên không người nào dám cự tuyệt. Rất nhanh, cửa thành mở ra, hơn 5.000 yêu thú bị Dương Diệp cho Vân Hải Thành. Cùng lúc đó, được Ngọc Vô Song điều khiển, lời của Dương Diệp nhanh chóng truyền khắp cả Vân Hải Thành. Trên tường thành, hào khí đã khẩn trương. Bởi vì trừ đám người Hắc Suất Bác gia, người Vân Hải Thư Viện còn lại đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn Dương Diệp, trong đó có một ít người còn sinh ra sát ý. Chỉ cần Thương Thanh Ảnh nói một câu, những người này sẽ không chút do dự lao tới tấn công Dương Diệp. Hiển nhiên, hành vi của Dương Diệp lúc trước đã làm mọi người tức giận. 10 vạn người, cứ chết như vậy. Thương Thanh Ảnh đi đến trước mặt Dương Diệp, hiện tại trên mặt nàng vẫn mang theo vết máu. Bọn họ đã đầu hàng, nếu trước kia chúng ta thu tay lại. Khi đó tương đương có 10 vạn giúp đỡ. Ta biết rõ, Tô Tinh Vân chọc giận ngươi, cho nên ngươi muốn giết hắn. Diệp Dương, ngươi có thể không hành động theo cảm tính hay không? Dương Diệp không có để ý tới Thương Thanh Ảnh, ánh mắt hắn nhìn vào sơn mạch xa xa, phía trước là sơn mạch liên miên không dứt, những sơn mạch này cao vút trong mây giống như cự long nằm trên mặt đất. Sơn mạch này chính là Thiên Lang sơn mạch chính là xào huyệt của Thiên Lang tộc. Nhìn sơn mạch kia, Dương Diệp im lặng thật lâu, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thương Thanh Ảnh vừa muốn nói chuyện, đúng lúc này có rất nhiều người chạy tới, nhìn thấy những người này, đám người Hắc Suất Bác biến sắc, vội vàng đề phòng. Chúng ta nguyện ý cùng thủ thành với chư vị huynh đệ Vân Hải Thư Viện. Vân gia ta nguyện ý cùng tiến thối với Vân Hải Thư Viện. Trần gia ta nguyện ý cùng tiến thối với Vân Hải Thư Viện. Phong gia ta nguyện ý cùng tiến thối với Vân Hải Thư Viện. Chấm. Nghe được mọi người nói thế, đám người Hắc Suất Bác sửng sốt. Lúc này, Ngọc Vô Song đứng ra, nói. Người đến đều là bằng hữu,
Vân Hải Thư Viện chúng ta nguyện ý cùng tiến thối với mọi người. Như đã nói trước, nếu đến thủ thành, như vậy nhất định phải làm việc theo quy củ của chúng ta. Có người dám can đảm bằng mặt không bằng lòng, hoặc là thừa cơ giở trò, Tô gia chính là kết cục của các ngươi. Nghe vậy, mọi người nhìn lên tường thành, bọn họ nhìn chằm chằm vào hai người bị đóng đinh trên tường thành, lúc nhìn thấy hai người này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Bọn họ cũng không xa lạ gì hai người kia. Không nghĩ tới Tô gia thật bị diệt. Xem ra lần này Vân Hải Thư Viện đã động thủ thật sự. Khá tốt trước khi không có nghe Tô Tinh Vân kích động, bằng không Vân gia ta cũng giữ nhiều lành ít. Lúc nhìn thấy thi thể hai huynh đệ Tô gia và 10 vạn người nằm đó, rất nhiều người đã thu liễm tiểu tâm tư, đặc biệt là những người nghĩ muốn được giám hộ. Sự thật tàn khốc trước mắt nói cho bọn họ biết, Vân Hải Thư Viện lúc này đã tức giận thật sự, sẽ không nói nhảm với bọn họ nữa. Ngay từ đầu người tới chỉ có không đến mấy ngàn, nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều người chạy tới cửa Bắc. Không đến một phút đồng hồ, người tới đã nhiều tới 10 vạn, nhưng số người còn không ngừng tăng thêm, những người này không phải tới gây phiền toái, những người này đều tỏ vẻ nguyện ý cùng tiến lui với Vân Hải Thư Viện. Yêu thú vào thành, trừ Vân Hải Thư Viện có năng lực đối kháng chính diện với yêu thú ra, những người còn lại và thế gia không có năng lực này, dù cho có chút thế gia đoàn kết một ít người, có thể tranh tài với yêu thú một trận, nhưng cuối cùng sẽ tổn thất thảm trọng. Muốn an toàn sống sót, chỉ có ôm chặt bắp đùi của Vân Hải Thư Viện. Về phần thủ thành, vấn đề này tự nhiên nguy hiểm, nhưng chí ít có Vân Hải Thư Viện bảo hộ, không tới thủ thành, yêu thú vào thành, Vân Hải Thư Viện mới mặc kệ chết sống của ngươi. Nửa canh giờ qua đi, cửa thành Bắc đã tụ tập cả trăm vạn người. Trong những người này, thực lực phổ biến khá thấp, phần lớn đều là vương giả cảnh cùng linh giả cảnh, nhưng tôn giả cảnh và hoàng giả cảnh cũng không ít. Bán thánh và bán thánh trung cấp cùng bán thánh cao cấp cũng có một ít. Nhìn người tới càng ngày càng nhiều, đám người Thương Thanh Ảnh ngạc nhiên. Phải biết rằng, Vân Hải Thư Viện đã hiệu triệu cường giả trong nội thành tới đây, có đến một ít, nhưng người tới rất ít. Hơn nữa, nếu như gặp được nguy hiểm, những người này sẽ bỏ chạy. Vân Hải Thành là thế lực phụ thuộc vào Vân Hải Thư Viện nhưng Vân Hải Thư Viện cũng không có khống chế trật tự trong Vân Hải Thành. Hơn nữa, bởi vì Vân Hải Thư Viện vẫn không tham dự vào đấu tranh thế tục, bởi vậy, người nào cũng có thể đến Vân Hải Thành, mà những người này tiến vào Vân Hải Thành đều là thân tự do, căn bản không cần nghe hiệu lệnh của Vân Hải Thư Viện. Cho nên, yêu thú công thành, Vân Hải Thư Viện chỉ có thể dùng phương thức hiệu triệu để hiệu triệu những huyền giả trong Vân Hải Thành, mà không phải mệnh lệnh. Hiệu quả dùng phương thức hiệu triệu. Có phải cảm thấy ngạc nhiên vì đám người này thay đổi thái độ hay không, còn tích cực hỗ trợ thủ thành? Đột nhiên Ngọc Vô Song đi tới bên cạnh Thương Thanh Ảnh và nói. Thương Thanh Ảnh gật đầu. Biết rõ vì cái gì Dương Diệp lúc trước không buông tha những người Tô gia hay không? Ngọc Vô Song không có giải thích, nàng đột nhiên hỏi việc khác. Trong mắt của hắn không có hạt cát. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Ngọc Vô Song cười khẽ, nói. Ngươi sai rồi, sai 10 phần. Dương Diệp đúng là không cho phép trong mắt có hạt cát nào, nhưng hắn cũng là người cao ngạo. Tô gia nìa, hắn căn bản không để vào mắt, sở dĩ hắn giết những người Tô Tinh Vân không phải vì Tô Tinh Vân mắng hắn làm hắn muốn báo thù. Mà là chỉ có diệt chim đầu đàn như Tô gia, chúng ta mới có thể trấn nhiếp người của Vân Hải Thành. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ hắn chỉ giết Tô Tinh Vân, sẽ không đổ sát như thế. Nhưng chúng ta hiện tại không có bao nhiêu thời gian. Nói đến đây, Ngọc Vô Song chỉ vào đám người dưới thành, nói. Nếu như chúng ta không thể tụ tập bọn họ trong thời gian ngắn, một khi thành bị phá, những người này không có người dẫn dắt, đối mặt đàn sói, bọn họ chỉ là một đám ô hợp, kết cục sẽ bị tàn sát mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta có thể tụ tập bọn họ lại, sau đó tổ chức, khi đó, hiệu quả sẽ khác nhau rất rõ ràng. Trước kia không giết những người kia, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Thương Thanh Ảnh nói. Không, ngươi lại sai rồi. Ngọc Vô Song nói. Những người kia không phải muốn tới giúp chúng ta thủ thành, sở dĩ bọn họ muốn đầu hàng, là bởi vì thực lực chúng ta hiện tại mạnh, bọn họ vô lực đối kháng. Chờ chúng ta khai chiến với yêu thú, khi đó, trong đó rất nhiều người, đặc biệt là Tô gia, vô cùng có khả năng sẽ quay giáo một kích, khi đó, chúng ta sẽ hai mặt thụ địch. Còn có một việc trọng yếu nhất, đó chính là chỉ có giết đám người này mới có thể trấn nhiếp những người và thế lực có suy nghĩ gây chuyện. Nếu như là bình thường, chúng ta có thể từ từ sẽ đến,
nhưng hiện tại, chúng ta không có thời gian. Nếu như không giết những người kia, sẽ như thế nào? Thương Thanh Ảnh hỏi. Ngọc Vô Song khẽ cười một tiếng, nói. Vân Hải Thành tiếp tục loạn, không chỉ loạn, hơn nữa còn là đại loạn. Dù cho Dương Diệp hắn tiếp tục thả yêu thú vào thành cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì khi đó, mọi người sẽ không ý thức được tình tính nghiêm trọng của vấn đề, còn có quyết tâm cùng tàn nhẫn của Vân Hải Thư viện chúng ta. Mà giết những người này, bọn họ biết một chút, đó chính là, nếu bọn họ không thủ thành, chúng ta sẽ tiếp tục thả yêu thú vào thành, nếu bọn họ dám bất mãn, hoặc là gây phiền phức với chúng ta, Tô gia và 10 vạn người kia sẽ là kết cục của bọn họ. Cho nên, bọn họ muốn sống, chỉ có đứng chung với chúng ta, mọi người cùng tiến thối, đúng không? Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, nói. Ngọc Vô Song gật đầu. Vì sao hắn không giải thích việc này cho ta? Thương Thanh Ảnh nói. Bởi vì hắn không có xem ngươi thành người một nhà, đối đãi người không phải người của mình, hắn hoặc là bỏ qua, hoặc là động thủ. Ngọc Vô Song nói. Rất đáng tiếc, ngươi không phải. Hắn không chỉ bỏ qua ngươi, còn động thủ với ngươi. Thương Thanh Ảnh. Oanh. Đúng lúc này, tường thành sụp đổ trong mắt mọi người. Thành phá. Mấy trăm vạn yêu thú đối mặt với người trong nội thành, cả hai chỉ cách nhau chưa tới mấy trăm trượng. Mấy trăm vạn con sói, đa số trong đó đều là tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh, tăng thêm hình thể lang yêu khổng lồ, còn chưa giao thủ chính diện thì uy áp đã làm rất nhiều người run rẩy. Bởi vậy, rất nhiều người đã chuẩn bị bỏ trốn. Một đạo kiếm quang lóe lên, mười mấy tên huyền giả quay người trốn đều chết tại chỗ. Tất cả đệ tử Vân Hải Thư viện nghe lệnh, người nào dám can đảm bỏ chạy, lập tức giết không tha. Dương Diệp quát lớn như sấm sét. Đám người chuẩn bị chạy trốn đều dừng bước, bởi vì cường giả Vân Hải Thư viện đã canh giữ ở bốn phía. Vẫn có chút người không chịu nổi uy áp của đàn sói nên quay người bỏ chạy. Đều không ngoại lệ, những người này đều bỏ trốn, ở trong đó còn có một gã bán thánh cao cấp. Sau khi tru sát mấy ngàn người, nơi này đã không có người lẩn trốn, có lẽ trong lòng vẫn muốn trốn, nhưng ít ra đã không dám hành động. Cường giả lưu lại cùng tiến lui với Vân Hải Thư viện sẽ có một con đường sống, hiện tại bỏ trốn chỉ có thập tử vô sinh. Trừ phi có người mang theo tất cả mọi người cùng trốn, nhưng mà, ai dám? Hơn nữa mọi người tỉnh táo lại đã hiểu một việc, nếu như đàn sói xông vào trong thành, mà Vân Hải Thư viện đến lúc đó rút quân, bọn họ nên làm như thế nào? Mặt đối mặt với đàn sói, không có Vân Hải Thư viện trợ giúp, tất cả mọi người trong thành sẽ bị tàn sát. Nhưng có lẽ bán thánh cao cấp có thể đào tẩu, nhưng người dưới bán thánh cao cấp thì sao? Nghĩ đến điểm này, rất nhiều người bỏ đi tâm tư chạy trốn. Vào thời khắc thành bị phá, đàn sói cũng không có xông vào đám người Dương Diệp, trong mắt những lang yêu cầm đầu mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Hiển nhiên, chúng không ngờ trong thành chờ chúng là 100 vạn nhân loại, hơn nữa, số lượng nhân loại còn không ngừng gia tăng. Thân hình Dương Diệp lóe lên, hắn đi vào không trung. Sau đó nói với mọi người. Các ngươi nhìn thấy, bên ngoài chính là mấy trăm vạn con sói, trừ tại đây, chung quanh Vân Hải Thành chúng ta đều là sói. Trốn, không, chúng ta không có chỗ trốn. Muốn sống, chỉ có giết, giết lùi đám sói này. Nói xong, trên mặt Dương Diệp còn lộ ra thần sắc hung ác, nói. Ta nói trước, nếu các ngươi dám trốn, ta rút các cường giả Vân Hải Thư viện rời khỏi Vân Hải Thành, ta nói được thì làm được. Nghe được Dương Diệp nói thế, mọi người đều biến sắc, sau đó sắc mặt mọi người trắng bệch. Không có cường giả Vân Hải Thư viện, bọn họ sẽ bị đồ sát không thương tiếc. Ai dám trốn, lão tử sẽ không tha hắn đầu tiên. Chúng ta nguyện ý cùng tiến thối với Vân Hải Thư viện. Diệp giáo tập, Vân Hải Thành đang lúc nguy cấp, ngài cứ chỉ huy mọi người, người yên tâm, nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, Mạc gia ta sẽ không tha cho kẻ đó đầu tiên. Ai dám trốn? Chu cửu tộc. Chấm. Trong tràng, vô số người vội vàng tỏ thái độ, sợ Dương Diệp hạ lệnh rút cường giả Vân Hải Thư viện rời khỏi Vân Hải Thành, đặc biệt là những thế gia trong Vân Hải Thành, căn cơ của bọn họ nằm tại Vân Hải Thành, một khi thành phá, cho dù bọn họ có thể đào tẩu, nhưng căn cơ không còn, gia tộc nhất định sẽ suy sụp. Cho nên, tuyệt đối không thể thành bị phá. Bọn họ trước kia không phải như vậy. Bên cạnh, bỗng nhiên Thương Thanh Ảnh nói. Ngọc Vô Song cười lạnh một tiếng, nói. Ác nhân có ác nhân trị, thư viện dĩ vãng quá cao thượng rồi. Nói như vậy,
nếu như Vân Hải Thành là thế lực phụ thuộc Thanh Đạo Môn nói một câu, đám người này dám không chiến hay sao? Theo ta nói, thư viện quy định không tham gia tranh đấu thế tục là không được. Đã không thể hoàn toàn siêu nhiên thoát tục, như vậy chỉ có thể dung nhập thế tục, chỉ có như vậy, thư viện mới không lâm vào tình cảnh xấu hổ như hiện tại. Thương Thanh Ảnh trầm mặc. Đúng lúc này, đàn sói lui về phía sau vài trăm trượng, sau đó đàn sói tách ra hai bên. Chỉ chốc lát, một nam tử mặc trường bào màu vàng xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp, nam tử cưỡi một con cự lang, nhìn thấy đầu cự lang này, đôi mắt Dương Diệp híp lại. Bởi vì đầu cự lang này là bán thánh cao cấp. Nam tử áo vàng cưỡi cự lang đi tới dưới thành, ánh mắt của hắn nhìn tường thành còn chưa sụp đổ hoàn toàn, tại đó đóng đinh một người một sói. Người dĩ nhiên là nam tử áo vàng của Vân Tiêu Thánh Điện, mà sói là Bạch Lang. Nam tử áo vàng và Bạch Lang cũng còn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Hồi lâu, nam tử áo vàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Là Thiên Lang tộc ta tính sai, không nghĩ tới Vân Hải Thư Viện còn có thiên tài như ngươi, hơn nữa Vân Hải Thư Viện còn che giấu sâu như vậy. Ta càng không có nghĩ tới. Ngươi lại có thể tụ tập đám nhân loại sợ chết trong Vân Hải Thành với nhau, thật sự không nghĩ tới. Nhân loại, ngươi tên gì? Vân Hải Thư Viện, giáo tập ngoại viện Diệp Dương. Dương Diệp xuất hiện cách nam tử áo vàng mấy trăm trượng, nói. Để cho ta đoán xem, ngươi hẳn là một trong những nhi tử của Thiên Lang Vương. Ta là đại ca của Lam Khiếu. Nam tử áo vàng nói. Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh và một ít bán thánh cao cấp của Vân Hải Thư Viện giật mình. Thân hình Thương Thanh Ảnh khẽ động, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Người này là người mạnh nhất Thiên Lang Sơn Mạch dưới Thiên Lang Vương và các thánh giả, được xưng Tiểu Thiên Lang Vương. Ngươi không nên chủ quan. Ngươi biết hắn là ai không? Lúc này, nam tử áo bào vàng chỉ vào nam tử áo vàng bị đóng đinh, hỏi. Hắn nói hắn là đệ đệ của Lâu Thiên Tiêu. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào vàng nói. Ngươi đã biết rõ, còn dám làm như thế. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, nói. Ta cảm thấy được, ngươi nên lo lắng cho đệ đệ của mình thì tốt hơn. Rơi vào cảnh này, đó là do tài nghệ của hắn không bằng người. Nam tử áo bào vàng nói. Đương nhiên, ta sẽ báo thù cho hắn. Khi nam tử áo bào vàng vừa dứt lời, vô số tiếng nói chu vang vọng khắp sơn mạch, còn có vô số con sói lao ra khỏi sơn mạch lao tới tòa thành. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người sau lưng Dương Diệp lại thay đổi, bởi vì số lượng đàn sói quá nhiều. Nam tử áo vàng nói, Vân Hải Thành này đã lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta. Hiện tại, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, cho nên, một lần quyết thắng thua đi. Sau lưng nam tử áo vàng tụ tập đàn sói càng ngày càng nhiều, làm cho đất mặt không ngừng run rẩy, không đến một phút đồng hồ. Đàn sói bên ngoài của thành Bắc đã từ 300 vạn tăng lên 600 vạn, hơn nữa số lượng còn tăng lên thật nhanh. Bên phía Dương Diệp chỉ có chừng 300 vạn người. Thực lực cách biệt quá lớn. Nhân loại, người còn ít người lắm. Nam tử áo bào vàng nói. Vậy sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Giải trừ tất cả hộ thành đại trận, mở rộng cửa thành ra. Đám người Thương Thanh Ảnh nao nao, bọn họ nghi hoặc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám người Thương Thanh Ảnh, nói. Ta nói giải trừ hộ thành đại trận, mở rộng cửa thành ra, các ngươi không nghe thấy sao? Thương Thanh Ảnh muốn nói điều gì, Ngọc Vô Song đã mang theo một ít người hành động. Rất nhanh, tất cả hộ thành đại trận của Vân Hải Thành đều bị giải trừ, cửa thành các nơi mở ra. Cửa thành mở rộng ra, trừ cửa thành Bắc, đàn sói ở ba cửa thành còn lại đã xông vào trong Vân Hải Thành. Đại đồ sát bắt đầu. Trong thành đều là tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thương Thanh Ảnh đi đến trước mặt Dương Diệp, nàng gần như gào lên với hắn. Dương Diệp không có để ý Thương Thanh Ảnh, mà là nhìn vào đàn sói. Lúc này đàn sói đã gần 800 vạn, nơi này bộc phát uy áp khủng bố, cho dù là kiếm ý cũng có chút ngăn cản không nổi. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì, lúc này Ngọc Vô Song đi tới trước mặt nàng, nói. Thương giáo tập, người ngu xuẩn cũng không sao. Nhưng người bộc lộ cho người khác thấy là ngươi không đúng. Ngươi! Thương Thanh Ảnh chán nản. Ngọc Vô Song chìa chìa phía sau, nói. Ngươi nhìn xem. Thương Thanh Ảnh nghe vậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy đám người lúc này đang gia tăng thật nhanh,
ban đầu chỉ có khoảng 300 vạn, mà bây giờ, đã nhanh 500 vạn. Này! Thương Thanh Ảnh khó hiểu. Trong thành có mấy ngàn vạn người, nhưng trước kia chỉ có chưa tới 300 vạn đến thủ thành, vì cái gì? Bởi vì rất nhiều người trong nội thành còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy đã có người xông lên, vậy thì không có chuyện của bọn họ. Hiện tại, chúng ta triệt tiêu đại trận thủ hộ, mở cửa thành. Nói cách khác, tất cả mọi người sẽ đối mặt với đàn sói, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi, đám người trong nội thành muốn sống cũng chỉ có đến chỗ của chúng ta, theo ôm thành đoàn với chúng ta. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Ngọc Vô Song nói. Nhưng làm như thế sẽ chết rất nhiều người. Thương Thanh Ảnh nói. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Còn tốt hơn Vân Hải Thành bị đổ thành. Còn nữa, Thương Giáo Tập, nếu như ngươi không có năng lực giúp mọi người cùng nhau còn sống, ta thỉnh ngươi câm miệng lại, về sau đừng có ở trước mặt nhiều người nghi vấn mệnh lệnh của Dương Diệp. Bằng không đừng trách ta không khách khí, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Chính ngươi không có cảm giác sao? Dương Diệp đã nhiều lần muốn giết ngươi. Nếu như không vì ngươi có thân phận đặc thù trong Vân Hải Thư Viện, giết ngươi sẽ làm quân tâm Vân Hải Thư Viện đại loạn, bằng không ngươi đã sớm chết vài lần rồi. Thương Thanh Ảnh. Nơi này, người sau lưng Dương Diệp càng ngày càng nhiều, cũng đã vượt qua số lượng lang yêu của Thiên Lang Sơn Mạch, đã có gần ngàn vạn người. Dù sao Vân Hải Thành lúc này chỉ có cửa thành Bắc mới là nơi an toàn, bởi vậy, người trong thành có thể chạy tới nơi nào khác chứ? Nam tử áo bào vàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nhân loại, người rất có phách lực, cũng rất có đảm lượng. Đáng tiếc, tất cả đều là phí công, bởi vì chỉ cần ngươi chết, những người này sẽ lập tức sụp đổ. Khi nam tử áo bào vàng vừa dứt lời, đột nhiên hắn nhảy lên, sau đó một cự lang màu vàng che khuất không gian xuất hiện trên không trung. Tiếp ta một chiêu. Cự lang miệng phun tiếng người, sau đó một cự chảo màu vàng đánh xuống. Một đạo uy áp kinh khủng giáng xuống làm cho trăm vạn người nằm rạp xuống đất. Dương Diệp dùng kiếm ý thiên giai tam trọng hình thành bình chướng cũng hóa thành hư vô. Uy thế thiên địa. Chỉ một chào này, Dương Diệp đã biết rõ, thực lực nam tử áo vàng còn vượt xa Lam Khiếu. Bởi vì một chào này đã ẩn chứa uy thế thiên địa. Như thế nào là uy thế thiên địa? Chính là mượn nhờ lực lượng thiên địa hình thành khí thế uy áp cường đại. Loại uy thế này chỉ có thánh giải mới có thể làm được, hoặc là mượn nhờ một ít lực lượng đặc thù, ví dụ như huyền kỹ thần giai, hoặc là bí pháp thần thông. Nam tử áo vàng chỉ xuất ra một chảo đã hình thành uy áp thiên địa khủng. Bố! Đây chính là lực lượng thân thể đơn thuần. Lực lượng thân thể của Lam Khiếu rất mạnh, nhưng vẫn không mạnh tới mức này. Dương Diệp không có phóng thích kiếm ý chống cự, kiếm ý thiên giai tam trọng mạnh nhưng không thể siêu thoát thiên địa, bởi vậy. Căn bản không cách nào chống lại khí thế của nam tử áo bào vàng. Tay trái của Dương Diệp nắm chặt cổ sao, tay phải cầm ý kiếm cắm vào chuôi kiếm, huyền khí trong cơ thể như thủy triều rót vào cổ sao, cùng lúc đó, sát ý thiên giai tam trọng cùng kiếm ý thiên giai tam trọng không ngừng rót vào cổ sao. Ông! Một trận chiến này, Dương Diệp bại không nổi. Bởi vì một khi bại, người phía sau hắn sẽ chạy tán loạn, khi đó, trừ phi thánh giả ra mặt. Bằng không Vân Hải Thành khó tránh khỏi việc bị đổ sát. Chảm! Dương Diệp quát lớn, sau đó kiếm khí đỏ như máu chém thẳng lên trời. 25 đạo chảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Dương Diệp chỉ có thể thi triển 20 đạo chảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, nhưng hiện tại hắn đã đột phá hoàng giả cảnh cửu phẩm về sau, thực lực tăng lên rất lớn, bởi vậy, có thể một lần thi triển ra 25 đạo chảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. 25 đạo chảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra uy lực như thế nào? Không gian bị kiếm khí xé rách như giấy, không gian ven đường không ngừng sụp đổ, từng vết nứt không gian kéo dài tới chân trời. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm khí của Dương Diệp va chạm với cự chảo. Yên lặng một chớp mắt. Oanh! Cự chảo rung động, kiếm khí cũng văng tung tóe khắp nơi, ngay sau đó cũng che khuất cả bầu trời. Hai chủng ý cảnh thiên giai, không tệ, đáng tiếc. Còn chưa đủ. Nam tử áo vàng quát lớn, sau đó có một cự chảo đánh thẳng vào đỉnh đầu của Dương Diệp. Ông! Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm, hắn lại chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí phóng lên trời va chạm với cự chảo. Cả hai chạm vào nhau và cùng biến mất trên cao, vô số khí lãng khuếch tán ra khắp nơi, mọi người chung quanh hoảng hốt, nhưng rất nhanh, những khí lãng này bị kiếm khí đánh thành hư vô. Mà lúc này, nam tử áo vàng đã đi tới đỉnh đầu Dương Diệp,
hắn cũng không hóa thành bản thể, mà là dùng hình người. Tiếp ta một quyền. Nam tử áo vàng vừa dứt lời, thân thể hắn trồng cây chuối trên không trung, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó hắn đánh thẳng vào Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp lại biến mất một cách quỷ dị, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên đỉnh đầu của nam tử áo vàng, man thần kiếm chém vào đầu của đối phương. Phanh! Thân thể nam tử áo vàng hơi trầm xuống, Dương Diệp lại bay ngút ra xa. Đại quân nhân loại hoảng hốt. Sắc mặt Thương Thanh Ảnh cùng Ngọc Vô Song thay đổi, Dương Diệp tuyệt đối không thể chết được thất bại. Một khi chết, đại quân nhân loại sẽ sụp đổ ngay lập tức, cho dù bại cũng không được, bởi vì một khi bại, mọi người sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi bầy sói. Mang theo loại này tâm tình sợ hãi này, không cần chiến, nhân loại sẽ thua chắc rồi. Trên mặt đất, Dương Diệp nhìn hai tay chính mình. Lúc này, hai tay của hắn đã vỡ ra, man thần kiếm trong tay hắn lõm xuống một khối. Hô! Dương Diệp thở một hơi thật dài, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng xa xa nam tử áo vàng, nói. Không thể không nói, thân thể của ngươi rất mạnh. Tốc độ của ngươi rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn ta. Không hổ là pháp tắc. Nam tử áo vàng nói. Nếu như ngươi làm tòa kỵ của ta, nhất định rất phong cách. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Tỏa kỵ. Nam tử áo vàng nao nao, lập tức nói. Trên đời này có lẽ có người làm cho ta cam tâm tình nguyện trở thành tỏa kỵ, nhưng kẻ đó không phải là ngươi. Ta biết rõ ngươi còn nắm chắc bài, ngươi có thể thử xem. Ngao. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng sói tru vang lên, nghe tiếng sói tru vang lên, nam tử áo vàng khẽ chau mày, vô số đàn sói sau lưng hắn quỳ xuống. Thiên Lang Vương. Hiện tại, tất cả mọi người trong Vân Hải Thành nghe theo mệnh lệnh của Diệp Dương, bất cứ kẻ nào cũng không được cãi lời. Lúc này, phía chân trời lại có tiếng nói vang lên. Viện trưởng Vân Hải Thư Viện. Nghe vậy, trong nội tâm Thương Thanh Ảnh dùng mình, có những lời này của Viện trưởng Vân Hải Thư Viện, hiện tại trong Vân Hải Thành này, kể cả nàng và tất cả người Vân Hải Thư Viện đều phải nghe theo Dương Diệp chỉ huy. Dương Diệp cầm quyền, đối với Vân Hải Thư Viện và Vân Hải Thành mà nói. Không biết là phúc hay là họa. Dương Diệp thu kiếm quay người nhìn về phía mọi người, nói. Nói cho ta biết, các ngươi có nghĩ muốn chết hay không? Mọi người sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, tự nhiên không có người nguyện ý muốn chết. Dương Diệp cầm man thần kiếm trực chỉ đám người nam tử áo vàng xa xa, nói. Nhìn thấy chưa, đây là Thiên Lang Sơn mạch Thiên Lang tộc, chúng. Muốn tàn sát chúng ta. Các người có nguyện ý bị chúng tàn sát hay không? Mọi người lắc đầu lần nữa. Thế các người nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp quát. Chơi chết bọn nó. Giết, giết sạch chúng. Sát, giết. Trong tràng, vô số người gầm lên. Ông, một tiếng kiếm minh vang vọng giữa sân, man thần kiếm trong tay Dương Diệp chỉ vào đàn sói xa xa, nói. Nội Y Thành đã bị đàn sói chiếm lĩnh. Trước có đàn sói, sau cũng có đàn sói, chư vị, nếu như các ngươi muốn sống thì giết cho ta. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa TDH tành kiếm quang lao thẳng về phía nam tử áo vàng. Những người phía sau thấy hắn tiến lên, máu huyết bọn họ sôi trào, tất cả đều lao về phía đàn sói. Nhân loại ích kỷ tha CM Lam, bởi vậy, nhiều khi, bọn họ sẽ không đoàn kết. Nhưng đối mặt với sinh tử, đặc biệt là trong tình huống không có đường lui. Bọn họ sẽ rất thông minh vứt bỏ tư dục trong lòng mà lựa chọn liên thủ. Ngọc Vô Song nói. Đây là nguyên nhân tại sao Dương Diệp lại thu hồi đại trận, hơn nữa còn mở cửa thành hay sao? Bên cạnh Ngọc Vô Song, Thương Thanh Ảnh hỏi. Ngọc Vô Song gật đầu, nói. Dục vọng muốn sống của mọi người rất mạnh, vì sinh tồn, bọn họ sẽ biến thân thành ác ma. Đám người này, chúng ta không có biện pháp tổ chức quy mô, như quân đội, nhưng vì dục vọng muốn sống. Bọn họ sẽ bộc phát chiến lực không yếu hơn quân đội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người dẫn đầu, cũng giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Ta hiểu rồi. Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, thân hình khẽ động, nàng cũng xông lên. Nam tử áo vàng và đàn sói đại quân không ngờ đám người Dương Diệp lại xuất thủ trước, bọn họ xem ra, đối mặt nhiều lang yêu như thế, những người này sẽ phòng thủ mới đúng. Đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đối không thể bị động phòng thủ. Vì cái gì? Bởi vì một khi bị đàn sói tấn công trước, mấy trăm vạn con sói chạy nước rút, đại quân nhân loại sẽ tan tác ngay lập tức, dù sao những người này đều tụ tập tạm thời,
cũng không có trải qua huấn luyện chính quy, bọn họ căn bản không thể ngăn cản đàn sói chạy nước rút. Biện pháp duy nhất chính là động thủ trước, từ đó ngưng tụ khí thế của mọi người làm một, như vậy mới không thất bại khi va chạm với đàn sói. Một tiếng kiếm minh vang vọng giữa sân, man thần kiếm trong tay Dương Diệp chỉ vào đàn sói xa xa, nói. Nội y thành đã bị đàn sói chiếm lĩnh, trước có đàn sói, sau cũng có đàn sói, chư vị, nếu như các ngươi muốn sống thì giết cho ta. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa tê đê ha tành kiếm quang lao thẳng về phía nam tử áo vàng. Dục vọng muốn sống của mọi người rất mạnh, vì sinh tồn, bọn họ sẽ biến thân thành ác ma. Đám người này, chúng ta không có biện pháp tổ chức quy mô, như quân đội, nhưng vì dục vọng muốn sống, bọn họ sẽ bộc phát chiến lực không yếu hơn quân đội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người dẫn đầu, cũng giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Ta hiểu rồi. Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, thân hình khẽ động, nàng cũng xông lên. Những người phía sau thấy hắn tiến lên, máu huyết bọn họ sôi trào, tất cả đều lao về phía đàn sói. Nhân loại ích kỷ tha xê mờ lam, bởi vậy, nhiều khi, bọn họ sẽ không đoàn kết. Nhưng đối mặt với sinh tử, đặc biệt là trong tình huống không có đường lui, bọn họ sẽ rất thông minh vứt bỏ tư dục trong lòng mà lựa chọn liên thủ. Ngọc Vô Song nói. Đây là nguyên nhân tại sao Dương Diệp lại thu hồi đại trận, hơn nữa còn mở cửa thành hay sao? Bên cạnh Ngọc Vô Song, Thương Thanh Ảnh hỏi. Ngọc Vô Song gật đầu, nói. Dục vọng muốn sống của mọi người rất mạnh, vì sinh tồn, bọn họ sẽ biến thân thành ác ma. Đám người này, chúng ta không có biện pháp tổ chức quy mô, như quân đội, nhưng vì dục vọng muốn sống, bọn họ sẽ bộc phát chiến lực không yếu hơn quân đội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người dẫn đầu, cũng giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Ta hiểu rồi. Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, thân hình khẽ động, nàng cũng xông lên. Nam tử áo vàng và đàn sói đại quân không ngờ đám người Dương Diệp lại xuất thủ trước, bọn họ xem ra, đối mặt nhiều lang yêu như thế, những người này sẽ phòng thủ mới đúng. Đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đối không thể bị động phòng thủ. Vì cái gì? Bởi vì một khi bị đàn sói tấn công trước, mấy trăm vạn con sói chạy nước rút, đại quân nhân loại sẽ tan tác ngay lập tức, dù sao những người này đều tụ tập tạm thời, cũng không có trải qua huấn luyện chính quy, bọn họ căn bản không thể ngăn cản đàn sói chạy nước rút. Biện pháp duy nhất chính là động thủ trước, từ đó ngưng tụ khí thế của mọi người làm một, như vậy mới không thất bại khi va chạm với đàn sói. Ngao! Tiếng sói tru vang lên, rất nhanh, đàn sói bắt đầu hành động. Mấy trăm vạn con sói lao tới. Đàn sói lao nhanh, khí thế lập tức áp đảo khí thế đám người Dương Diệp vừa ngưng tụ. Ông! Đúng lúc này, một đạo kiếm khí xuất hiện, kiếm khí tốc độ cực nhanh, nó hóa thành hình bán nguyệt và chém vào đại quân lang yêu. Mấy ngàn lang yêu cầm đầu mất mạng. Sát! Dương Diệp đạp mạnh chân phải xuống đất, thân hình lao lên, hắn hóa thành kiếm quang lao về phía nam tử áo vàng. Nhìn thấy Dương Diệp một kiếm chém giết mấy ngàn lang yêu, nội tâm người sau lưng Dương Diệp bành trướng. Bọn họ lập tức lao lên thật nhanh. Rất nhanh, đàn sói đã va chạm với đại quân nhân loại. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng nam tử áo vàng lại chiến đấu với nhau. Được tốc chi pháp tác gia trì, Dương Diệp va chạm thật mạnh với nam tử áo vàng, thật đáng tiếc, cho dù kiếm hắn chém thế nào cũng không thể phá được phòng ngự của nam tử áo vàng. Trái lại, nếu hắn bị nam tử áo vàng đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. Phòng ngự của nam tử áo vàng còn mạnh hơn Lam Khiếu nhiều, thậm chí mạnh hơn hắn không chỉ một cấp độ. Nhanh tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, Ngọc Vô Song quát lớn. Phía chân trời, thân hình Dương Diệp lóe lên, hắn lui về phía sau mấy trăm trượng, ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, trong nội tâm rùng mình, sắc mặt hắn âm trầm. Bởi vì tình cảnh đại quân nhân loại không ổn, tuy nhân loại lúc này có nhân số vượt xa đàn sói, nhưng chất lượng lại không bằng đàn sói. Đặc biệt là rất nhiều nhân loại trong đó căn bản không cách nào phá được phòng ngự của đàn sói, bởi vậy, nhân loại đang tổn thất thảm trọng. Ta nói, thành này, người thủ không được. Nam tử áo vàng nói. Còn nhớ rõ ta nói cái gì không? Dương Diệp nói. Cái gì? Nam tử áo vàng khẽ nhíu mày. Ngươi làm tọa kỵ cho ta. Dương Diệp nói. Nam tử áo vàng mỉa mai, nói. Ngươi thử xem. Vậy thì thử xem. Vừa dứt lời, Dương Diệp biến mất tại chỗ. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp đã bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, đại quân nhân loại hoảng hốt.
Dương Diệp chết, tất cả mọi người có suy nghĩ này trong đầu. Cũng may đúng lúc này, thân thể Dương Diệp dừng lại trên không trung, tất cả mọi người thở ra một hơi. Thương Thanh Ảnh cũng thở dài, Dương Diệp lúc này chính là người tâm phúc của đại quân, nếu như hắn chết, không hề nghi ngờ, quan tâm đại quân sẽ lập tức tàn mất, khi đó, đại quân nhân loại chỉ có thể bị tàn sát. Cho nên, Dương Diệp hiện tại không thể có việc gì. Tình thế chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, rất nhanh, nhân loại lại đại chiến với đàn sói. Trong thành còn có rất nhiều người chạy tới bổ sung vào đại quân. Số lượng đền bù chất lượng, đại quân nhân loại lúc này lâm vào hạ phong nhưng vẫn có thể chống cự đàn sói. Không chung, Dương Diệp đã dừng chiến đấu với nam tử áo vàng. Giờ phút này, tình cảnh Dương Diệp có thể nói là không ổn, lồng ngực của hắn đã lõm xuống, khóe miệng còn chảy máu tứ ơi không ngừng. Đối diện với Dương Diệp, nam tử áo vàng cũng không tốt hơn chút nào, yết hầu của hắn đã có vết máu đỏ tươi hiện ra, vết máu còn không ngừng chảy máu tươi. Không CDI có như thế, trước ngực nam tử áo vàng xuất hiện một vết kiếm thật dài, vết kiếm sâu đậm có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng. Nam tử áo vàng vươn tay sờ yết hầu của mình, nhìn ma cô tươi trong tay mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, ta thật sự xem nhẹ ngươi. Hiện tại ta xem như hiểu vì sao ngươi có thể giết Lão Tam. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, đừng nói phòng ngự của Lão Tam, cho dù là phòng ngự của ta cũng không ngăn được. Hắn, chết không oan. Dương Diệp liếc mắt nhìn nam tử áo vàng, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Trước kia hắn xuất kỳ bất ý thi triển kiếm ý nửa bước hư vô cảnh chính là hy vọng có thể một kiếm giết nam tử áo vàng, nhưng đáng tiếc hắn không có thành công. Ý thức chiến đấu của đối phương quá mạnh mẽ. Lúc kiếm của hắn vạch phá làn da của đối phương đã đấm một quyền vào ngực hắn, làm hắn phải lui lại. Nếu như không phải thân thể hắn xem như không tồi, một kích của đối phương đã đủ miểu sát hắn. Oanh! Lúc này, một tia sáng màu vàng bao phủ thân thể của hắn, tia sáng màu vàng khuếch tán và hình thành hộ giáp bảo hộ nam tử áo vào, có thể nói phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, ngay cả con mắt cũng bị một màn mỏng bao trùm, có thể nói là kín không kẽ hở. Thứ này gọi là cương khí xa y, là thiên phú thần thông của ta. Nam tử áo vàng nói. Có xa y này, ta cảm thấy được, hiện tại chúng ta nói nhảm chỉ lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, đừng nói nhảm, chiến đi. Dương Diệp cắt lời nam tử áo vàng, lúc nói xong, hắn đã xuất hiện trước mặt nam tử áo vàng, cùng lúc đó, có mấy đạo kiếm khí lập tức bao trùm nam tử áo vàng. Giờ khắc này. Dương Diệp không có giấu giếm kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, đối mặt nam tử áo vàng này, nếu giữ lại kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, hắn cũng chỉ có bị đánh chờ chết. Bởi vì không có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh gia trì, kiếm của hắn căn bản không phá được phòng ngự của đối phương. Không phá được phòng ngự của đối phương, đương nhiên sẽ bị đánh. Phía chân trời bị một đám kiếm khí tràn ngập che lấp, trong đó, không ngừng có âm thanh kiếm khí tung hoành cùng không gian chấn động nghiền nát. Phía dưới. Ngọc Vô Song nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, ánh mắt của nàng mang theo lo lắng. Đừng nhìn đại quân yêu thú phía dưới đánh nhau kịch liệt với nhân loại, chính thức có thể quyết định chiến dịch này, trừ những thánh giả trên hư không, còn lại chính là Dương Diệp cùng nam tử áo vàng. Bất kể là đại quân yêu thú hay nhân loại, không có đầu lĩnh cũng sẽ tan tác ngay lập tức. Nếu Dương Diệp thắng, dưới sự dẫn dắt của hắn, đại quân nhân loại nhất định có thể đánh tan đàn sói, trái lại, Dương Diệp bại. Đàn sói được nam tử áo vàng dẫn dắt, nhất định sẽ đổ sát nhân loại bên này. Có thể nói, Dương Diệp và nam tử áo vàng mới là mấu chốt thắng bại trong cuộc chiến. Vực! Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng thét kinh hãi vang lên. Đó là tiếng nói của nam tử áo vàng, vừa dứt lời, đột nhiên phía chân trời yên tĩnh, tuy còn có vô số kiếm khí tung hoành nhưng đã không còn âm thanh nào nữa. Yên lặng chừng 10 giây, đột nhiên. Kiếm khí cùng kiếm quang phía chân trời đã biến mất. Chỉ chốc lát, một người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy người này, nhân loại nơi này hoan hô, mà đàn sói lại rên rỉ bị thương. Bởi vì người này là Dương Diệp. Chỉ có điều Dương Diệp lúc này không đúng, bởi vì toàn thân hắn đều là máu tươi, khóe miệng tuôn máu như vỡ đê, trọng yếu nhất là tóc của hắn hiện tại biến thành màu trắng. Đương nhiên, mọi người lúc này không quan tâm việc này. Bởi vì bọn họ biết Dương Diệp thắng. Nhân loại, Thiên Lang Vương ta dùng tâm ma thề, không giết ngươi, Thiên Lang Vương ta tất thần hồn câu diệt. Đúng lúc này,
một tiếng giống giận dữ vang vọng hư không, âm thanh chấn động không gian, làm cho người ta sợ hãi. Khi Thiên Lang Vương vừa dứt lời, đàn sói lập tức bỏ chạy tứ tán. Có muốn thừa thắng xông lên hay không? Thương Thanh Ảnh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Trong lời của nàng còn mang theo hưng phấn. Ngươi không muốn chết thì đuổi theo đi. Ngọc Vô Song xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nàng liếc mắt nhìn Thương Thanh Ảnh, lạnh lùng nói. Làm sao lại như vậy? Thương Thanh Ảnh khó hiểu nói. Hiện tại chúng ta có khí thế tăng cao, chỉ cần Dương Diệp mang theo chúng ta, nhất định có thể trọng thương Thiên Lang tộc. Ngọc Vô Song nhìn Thương Thanh Ảnh như nhìn người ngu ngốc, sau đó nàng không để ý tới Thương Thanh Ảnh, đi đến bên cạnh Dương Diệp, nhìn Dương Diệp đang nhắm mắt, khóe miệng vẫn đổ máu như suối, trong mắt nàng còn mang theo đau lòng, nói khẽ. Ngươi không sao chứ? Nghe được Ngọc Vô Song hỏi, trong nội tâm Thương Thanh Ảnh kinh ngạc, hiện tại nàng đã thanh tỉnh. Ánh mắt nàng nhìn lên người Dương Diệp, hiện tại nàng mới hiểu vì sao Ngọc Vô Song lại nói như vậy. Bởi vì Dương Diệp lúc này đã bị thương nặng, hắn không thể dẫn theo mọi người thừa thắng xông lên. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng máu tươi tuôn ra thật nhiều, hắn đành phải ngậm miệng lại. Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh hoảng hốt, Ngọc Vô Song muốn tiến lên đỡ Dương Diệp, nàng bị ánh mắt Dương Diệp ngăn lại. Ngọc Vô Song nao nao, lập tức hiểu ý của Dương Diệp. Lúc này, phía dưới có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, nếu để cho mọi người biết rõ Dương Diệp trọng thương, nhất giờ định sẽ tổn hại khí thế, càng có thể làm người có tâm dục dịch. Cho nên, lúc này Dương Diệp nhất định phải giả bộ như không có việc gì. Bởi như vậy, xê hắn có thể ổn định quân tâm và khí thế mọi người, lại có thể trấn nhiếp một ít đạo trích và đại quân Thiên Lang Sơn Mạch. Qua nửa khắc sau, Dương Diệp mới bay xuống đất, ở bên cạnh hắn là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh. Đứng tại chỗ một hồi, Dương Diệp lúc này mới giơ chân đi về hướng cửa thành. Diệp Dương! Diệp Dương! Diệp Dương! Vô số người hoan hô, hơn 1.000 vạn người hoan hô, đó là thanh thế cỡ nào? Dương Diệp vừa đi vừa mỉm cười gật đầu với mọi người. Kỳ thật, hắn muốn khóc. Đánh một trận với nam tử áo vàng, hắn cuối cùng vẫn dựa vào kiếm vực áp chế và kiếm ý nửa bước hư vô cảnh mới chiến thắng đối phương. Nhưng hắn cũng trả cái giá thật lớn, đầu tiên, chính là tánh mạng. Bởi vì cảnh giới nên hắn thi triển kiếm vực không cách nào hoàn toàn trấn áp đối phương, bởi vậy, sau khi hắn thi tia kiếm vực, bởi vì kiếm vực không cách nào thừa nhận lực lượng của đối phương, hắn lọt vào cắn trả nghiêm trọng. Cắn trả làm hắn chỉ còn nửa năm tuổi thọ. Trong vòng nửa năm không tấn chức bán thánh, hắn sẽ về với thiên địa. Trừ việc đó ra, bởi vì nam tử áo vàng sắp chết phản công, thân thể của hắn tổn thương nghiêm trọng, dù sao ngũ tạng cũng sắp vỡ ra, mà xương cốt gãy không biết bao nhiêu cây. Có thể nói, hiện tại, hắn bị thương gần với lúc thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật lần trước. Nhưng hắn phải làm bộ như ta không sao. Khá tốt, tuy trả giá thảm trọng như vậy hắn cũng có thu hoạch, hắn đạt được thi thể của nam tử áo vàng. Bên cạnh Dương Diệp, Ngọc Vô Song nhiều lần muốn đi đỡ Dương Diệp, nhưng nàng vẫn nhịn xuống. Về phần Thương Thanh Ảnh, nàng căn bản không biết tình huống của Dương Diệp, thỉnh thoảng lôi kéo Dương Diệp dừng bước lại, cũng giới thiệu với Dương Diệp một ít trưởng lão hộ pháp của Vân Hải Thư Viện. Khóe miệng của Dương Diệp run rẩy không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, trong ánh mắt muốn ăn thịt nàng của Ngọc Vô Song, cuối cùng Thương Thanh Ảnh đã phát giác được một ít không đúng, không dám lôi kéo Dương Diệp chào hỏi khắp nơi. Vào lúc ba người đi tới cửa, một gã nam tử cầm thương xuất hiện ở cửa thành. Nhìn thấy nam tử này, sắc mặt của Dương Diệp lập tức đề phòng, bởi vì hắn cảm nhận được sát ý của nam tử này. Thương Thanh Ảnh lại vui vẻ, nói. Thiên Phàm, ngươi xuất quan. Nam tử không để ý tới Thương Thanh Ảnh, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói. Người của ám viện ta, đều là ngươi giết chết. Sắc mặt Thương Thanh Ảnh biến hóa, muốn nói chuyện, nhưng nam tử lại khoát khoát tay, nói. Giết người thì đền mạng. Người tàn sát người ám viện ta, hôm nay ta sẽ đổ sát tất cả người ngoại viện. Nói xong, nam tử cầm thương đã cầm thương đâm vào Dương Diệp. Xuyên thủng tinh hà. Vừa dứt lời, không gian chung quanh nam tử cầm thương vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một cây thương đã xuyên qua không gian và xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn lúc này không còn lực lượng, đừng nói đánh nhau, cho dù động một tí cũng cố sức. Đương nhiên, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Đang muốn cưỡng ép thúc dục huyền khí trong cơ thể,
đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay bị giữ chặt, sau đó có lực lượng to lớn truyền tới, hắn lập tức lui về phía sau vài bước, cùng lúc đó, một bóng dáng xinh xắn nhỏ nhắn ngăn cản trước mặt hắn. Là Ngọc Vô Song. Phanh. Trường thương đâm vào người Ngọc Vô Song, hai mắt Ngọc Vô Song mở to, nàng phun ra vài ngụm máu tươi, sau đó lực lượng khổng lồ trực tiếp đâm Ngọc Vô Song bay vào trong ngực Dương Diệp, sau đó mang theo Dương Diệp bay ngược mấy trăm trượng. Vô Song. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ngọc Vô Kiều trắng bệch, nàng nổi điên phóng tới chỗ Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song. Mà lúc này, đám người Phong Vũ Triều cũng phục hồi tinh thần lại, các đệ tử ngoại viện giận dữ, toàn bộ công thẳng về phía cô Thiên Phàm. Không chỉ đám người Phong Vũ Chiêu, rất nhiều huyền giả ở đây cũng giận dữ, bọn họ đi theo đám người Phong Vũ Chiêu tiến lên. Nhìn thấy mọi người xông tới, cô Thiên Phàm nhắm mắt lại, trong mắt hiện ra thần thái hung ác, lúc hắn muốn động thủ, lúc này, đột nhiên Thương Thanh Ảnh đã ngăn giữa hắn và đám người Phong Vũ Chiêu, tức giận nói. Dừng tay cho ta. Nghe vậy, huyền giả chung quanh dừng lại, dù sao Thương Thanh Ảnh đại biểu cho Vân Hải Thư Viện. Bọn họ không dám công nhiên ngỗ nghịch Thương Thanh Ảnh. Nhưng đám người Phong Vũ Chiêu không có dừng lại, họ vẫn xông về phía cô Thiên Phàm. Muốn chết! Trong mắt cô Thiên Phàm sinh ra lệ khí, trường thương trong tay quét qua đám người Phong Vũ Chiêu, một đạo thương mang xuất hiện, vài đệ tử ngoại viện đi đầu mất mạng, mà đám người Phong Vũ Chiêu cùng Lý Mậu Trinh thực lực hơi mạnh cũng bị đánh bay xa ngàn trượng, cuối cùng đều rơi xuống đất. Một kích, tất cả người ngoại viện đều thất bại. Đám người khác hoảng hốt. Một đám phế vật. Trong mắt cô Thiên Phàm sinh ra một tia khinh thường, vừa muốn ra tay, lúc này, Thương Thanh Ảnh ngăn cản trước mặt hắn, sắc mặt Thương Thanh Ảnh âm trầm nhìn hắn, nói. Cô Thiên Phàm, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Cô Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Thương giáo tập, ám viện ta bị Diệp Dương giết chết, ngươi bây giờ hỏi ta làm cái gì, lời này của ngươi không phải rất buồn cười sao? Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, nói. Cô Thiên Phàm, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là... Không nhưng nhị gì cả. Cô Thiên Phàm cắt lời của Thương Thanh Ảnh, nói. Giết người thì đền mạng, ta hiện tại muốn Diệp Dương và ngoại viện đền mạng. Nói xong, cô Thiên Phàm lao nhanh về phía Dương Diệp. Ngăn hắn lại. Thương Thanh Ảnh gào thét, nói xong, thân hình khẽ động, nàng lao về phía cô Thiên Phàm. Cường giả thư viện nghe thấy Thương Thanh Ảnh nói đều lao về phía cô Thiên Phàm. Bên cạnh, Dương Phí khí lực thật lớn mới bỏ dậy, sau khi đứng lên, ánh mắt Dương nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn vào hố nhỏ cách đó không xa. Dương Diệp ngây ngốc một hồi, sau đó song trưởng đập mạnh lên mặt đất, hắn đi tới biên giới hố nhỏ, người trong hố nhỏ chính là Ngọc Vô Song. Nhìn thấy Ngọc Vô Song, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, bởi vì trên người Ngọc Vô Song lúc này không có khí tức. Chết! Dương Diệp ngây ngốc, hắn quỵ xuống đất, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong hố, Dương Diệp ngây ngốc. Cứ như vậy chết! Vì chính mình mà chết! Dần dần, mái tóc trắng của Dương Diệp biến thành màu đỏ, không chỉ tóc đỏ, đôi mắt của hắn cũng đỏ rực. Hai giây sau, đầu tóc của Dương Diệp bù xù như máu, hai mắt đỏ thẫm như máu tươi ngưng tụ. Trong mắt Dương Diệp có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là máu! Hào quang màu đỏ bắt đầu bao phủ thân thể Dương Diệp và phóng thẳng lên trời. Nơi này bị mùi máu tươi bao phủ, còn có sát ý ngập trời. Người đứng gần ngàn trượng chung quanh Dương Diệp hoảng hốt, bởi vì bị sát ý ảnh hưởng, thần trí mọi người mơ hồ, hai mắt đỏ thẫm, trên người cũng tỏa ra sát ý. Diệp giáo tập mau dừng lại. Trong trang, rất nhiều người thực lực cùng tâm trí hơi mạnh hô to, bởi vì rất nhiều người chung quanh đã bắt đầu động thủ với người nhà. Nhưng Dương Diệp không chỉ có không có dừng lại, trên người tỏa ra hào quang màu đỏ càng lúc càng mạnh, cả bầu trời đỏ rực như máu. Sát ý càng ngày càng mạnh, rất nhiều cường giả bán thánh giai tại nơi này cũng bị ảnh hưởng, thần trí bắt đầu mơ hồ, một ít bán thánh thực lực yếu kém đã bắt đầu động thủ. Nơi này lâm vào đại loạn. Bên cạnh, đám người Thương Thanh Ảnh lúc này cũng dừng lại, mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp, toàn thân Dương Diệp lúc này đỏ thẫm, hào quang và sát ý bộc phát dữ dội. Những hào quang này bao phủ bầu trời, hơn nữa còn tràn ngập không gian ngàn trường chung quanh, cũng nhuộm đỏ bầu trời nơi này. Sát ý cũng mạnh tới mức ảnh hưởng cả đám người Thương Thanh Ảnh. Đây là sát ý nửa bước hư vô cảnh. Thương Thanh Ảnh kinh hãi nhìn Dương Diệp, nàng không nghĩ tới, Dương Diệp lại đột phá sát ý nửa bước hư vô cảnh. Hiệu quả một chủng ý cảnh đều khác nhau,
ví dụ như kiếm ý có thể tăng cường kiếm khí, có thể áp chế cùng trói buộc, mà sát ý có thể ảnh hưởng nhân tâm, ảnh hưởng tâm trí của người khác, trở thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc hơn nữa còn có thể bị sát ý khống chế, trừ phi trong cơ thể đối phương không có sát ý, chỉ cần đối phương có sát ý, thực lực và tâm trí lại yếu cũng sẽ bị khống chế. Đây là chỗ khủng bố của sát ý siêu việt thiên giai. Không chỉ có kiếm ý hay sát ý, bất cứ một loại ý cảnh nào chỉ cần siêu việt thiên giai đều có được uy lực vô cùng khủng bố. Sắc mặt Cô Thiên Phàm biến thành nghiêm trọng, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng hắn không dám xem thường ý cảnh vượt qua thiên giai. Nhìn hào quang màu đỏ trong cơ thể Dương Diệp, sát ý còn không ngừng tăng cường, đôi mắt Cô Thiên Phàm nhắm lại, trong mắt hắn sinh ra thần thái dữ tợn. Trầm ngâm một cái chớp mắt, chân phải của hắn đạp mạnh xuống đất, hắn hóa thành trường thương lao thẳng về phía Dương Diệp. Đám người Thương Thanh Ảnh hoảng hốt, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại và muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Bởi vì Cô Thiên Phàm đã đi tới trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, trường thương trong tay hắn mang theo lực lượng khủng bố đâm thẳng vào đầu Dương Diệp. Uy lực một kích này rất mạnh, trường thương đâm ra, không gian chung quanh trường thương đều vỡ vụn sụp xuống, làm cho trường thương giống như lỗ đen không đáy làm cho người ta sợ hãi. Không chỉ có như thế, bên trong trường thương còn mang theo thương ý thiên giai nhị trọng đỉnh phong, sau khi thương ý cường đại xuất hiện, không gian chung quanh Dương Diệp lập tức vặn vẹo vì bị ảnh hưởng. Thấy một màn như vậy, đám người Phong Vũ Chiêu chung quanh kinh hãi gần chết, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương trong tay Cô Thiên Phàm cách đầu Dương Diệp càng ngày càng gần. Chết đi cho ta! Cô Thiên Phàm hung ác đâm tới, trường thương đã xuất hiện tại mi tâm Dương Diệp, vào lúc sắp đâm vào đầu của Dương Diệp thì Dương Diệp mở mắt ra, trong chốc lát, trong mắt Dương Diệp bắn ra hai tia sáng đỏ, trường thương trong tay Cô Thiên Phàm rung động mạnh, trường thương lập tức vặn vẹo, không đến nửa giây. Trường thương bị xoắn lại như bánh quai trèo. Mà cùng lúc đó, thương ý thiên giai nhị trọng của Cô Thiên Phàm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cô Thiên Phàm hoảng hốt, hắn muốn lui lại, mà lúc này, một lực lượng vô hình đột nhiên ngăn chặn hắn, cổ lực lượng vô hình này trực tiếp ép hắn hít thở không thông. Chỉ trong nháy mắt, hào quang màu đỏ đã ngăn chặn hắn, sau khi bị khí thế bao phủ, đôi mắt Cô Thiên Phàm dần dần đỏ bừng. Sát ý nửa bước hư vô cảnh. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh. Xa xa, rất nhiều cường giả rung động khi nhìn thấy cảnh này. Một loại ý cảnh đạt tới nửa bước hư vô cảnh đã rất biến thái, mà Dương Diệp lại có được hai chủng ý cảnh, hơn nữa hai chủng ý cảnh đều là nửa bước hư vô cảnh. Việc này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa Dương Diệp không động thủ, chỉ bằng vào hai chủng ý cảnh áp chế có thể trực tiếp giết bán thánh cao cấp. Giống Cô Thiên Phàm lúc này. Tuy hắn là bán thánh cao cấp, nhưng lại không phải bán thánh cao cấp đỉnh cấp, hắn bị hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh áp chế nên không có sức hoàn thủ. Ngay từ đầu, trong mắt Cô Thiên Phàm còn mang theo chút ít thanh tỉnh, hắn vẫn còn dãy giụa, muốn tránh thoát kiếm ý áp chế cùng sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, nhưng tất cả đều phí công. Thương ý của hắn không thể tuôn ra khỏi cơ thể, càng đừng đề cập đối kháng hai chủng ý cảnh của Dương Diệp. Rất nhanh, đôi mắt Cô Thiên Phàm càng ngày càng đỏ. Đến cuối cùng, một tia thanh tỉnh cuối cùng trong mắt hắn cũng biến mất. Sau đó cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Cô Thiên Phàm đột nhiên xuất ra một cây dao găm, hắn dùng dao găm cắt đứt cánh tay trái của mình. Còn chưa xong, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Cô Thiên Phàm bắt đầu dùng dao găm lăng chỉ bản thân mình. Diệp Dương, mau dừng tay, mau dừng tay. Bên cạnh, Thương Thanh Ảnh hoảng hốt, nàng vội vàng tiến tới gần Cô Thiên Phàm, nàng muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh. Đột nhiên ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía nàng, ánh sáng đỏ bắn ra khỏi mắt Dương Diệp bay về phía Thương Thanh Ảnh. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng vô hình cũng xuất hiện và ngăn chặn Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh và cường giả bán thánh cao cấp của Vân Hải Thư Viện đều hoảng hốt, mọi người vội vàng ngăn ở trước mặt Thương Thanh Ảnh, một bán thánh cao cấp trong đó vội vàng nói. Diệp giáo tập ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta là người một nhà, là người một nhà, ngươi đừng sằng bậy. Cảm thụ được sát ý cùng kiếm ý kinh khủng kia, bọn người Thương Thanh Ảnh đều sợ hãi. Sát! Dương Diệp nói một câu, sau đó hắn lao thẳng về phía đám người Thương Thanh Ảnh. Diệp giáo tập, người mau tỉnh lại, chúng ta là người một nhà a, người nhìn xem đi, ta thề, chúng ta là người một nhà. Đừng nói nhảm, hắn hiện tại lục thân không nhận, chạy mau. Thần trí của Dương Diệp đã mơ hồ. Sát ý có thể ảnh hưởng người khác. Cũng có thể ảnh hưởng chính mình.
Nếu như là trước kia, sát ý căn bản không ảnh hưởng tới Dương Diệp, bởi vì khi đó sát ý chỉ là thiên giai tam trọng, có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh áp chế, sát ý thiên giai tam trọng không thể làm gì. Nhưng hiện tại, sát ý đã tấn thẳng đến nửa bước hư vô cảnh, đã cùng cấp bậc với kiếm ý lúc này không thể áp chế nổi sát ý. Tăng thêm bản thân Ngọc Vô Song, trong đầu Dương Diệp chỉ còn lại sát ý cùng nộ khí, bởi vậy, sát ý hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà kiếm ý bị đè ép. Sát ý chiếm cứ thượng phong, trong đầu Dương Diệp lúc này chỉ có giết, điên cuồng giết. Nhìn thấy bộ dáng của Dương Diệp, tất cả mọi người sợ hãi hồn phi phách tán, tuy Dương Diệp lúc này đã trọng thương, nhưng chỉ bằng vào sát ý cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cũng đã có thể nghiền áp bọn họ. Trốn! Vô số người điên cuồng chạy vào trong thành, cảnh tượng thật đồ sộ. Không biết nguyên nhân gì, Dương Diệp tập trung vào Thương Thanh Ảnh, từng đạo kiếm ý vô hình trấn áp Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh kinh hãi, lúc này nàng đã không suy nghĩ việc khác, cũng chuẩn bị trốn. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt nàng, Dương Diệp đã thi triển ra tốc chi pháp tắc. Hết. Trong đầu Thương Thanh Ảnh chỉ có suy nghĩ này, tia sáng đỏ tập trung lấy nàng, sau đó, đôi mắt nàng đỏ thẫm, không chỉ có nàng, hơn 10 người sau lưng nàng cũng thế. Kể cả Thương Thanh Ảnh và bọn họ đều rút vũ khí đâm vào ngực mình. Dừng tay, Diệp Dương. Vô Song nàng còn chưa có chết. Đúng lúc này, Ngọc Vô Kiều gào lên. Ngọc Vô Kiều vừa dứt lời, động tác của đám người Thương Thanh Ảnh dừng lại, nhưng vẫn trễ, đã có vài người đâm vũ khí vào người, nhưng khá tốt, bọn họ chỉ đâm rách ra mà thôi. Dương Diệp đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu, trên mặt hắn hiện ra một tia giãy giụa, dần dần, hào quang màu đỏ chung quanh biến mất. Phải mất một phút sau, tóc và mắt của Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người thở ra một hơi. Đám người Thương Thanh Ảnh vừa thanh tỉnh đã đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì chậm hơn một chút thì bọn họ đã tự sát. Dương Diệp đứng nguyên tại chỗ, sau đó thân hình khẽ động đi tới trước mặt Ngọc Vô Song. Lúc này, Ngọc Vô Song đang nằm trong ngực Ngọc Vô Kiều nhìn Dương Diệp. Trên mặt nàng là nước mắt. Nhìn thấy Ngọc Vô Song còn sống, Dương Diệp té xuống đất. Trước kia, sở dĩ hắn có thể hành động. Kỳ thật hắn chỉ dựa vào sát niệm cùng lực ý chí cường đại, hiện tại nhìn thấy Ngọc Vô Song còn sống thì nghị lực chèo chống hắn cũng biến mất. Nhìn thấy Dương Diệp ngã xuống, Thương Thanh Ảnh lại thở dài một hơi. Nàng hiện tại xem như phát hiện, kỳ thật Dương Diệp có lý trí còn rất tốt. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Dương Diệp không có lý trí quá kinh khủng. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như Ngọc Vô Song chết thật, Dương Diệp sẽ đổ sát tất cả mọi người tại đây. Cũng không phải nói hắn muốn giết những người này, mà là hắn khi đó đã không có lý trí. Dương Diệp có lý trí ít nhất còn hiểu chuyện, không chọc hắn, hắn cũng sẽ không chọc ngươi. Mà Dương Diệp mất đi lý trí, hắn khi đó đã biến thành cổ máy giết người. Ánh mắt Thương Thanh Ảnh nhìn lên người Dương Diệp, sau đó nhìn về phía cô Thiên Phàm. Cô Thiên Phàm lúc này còn chưa có chết, nhưng hắn còn khủng bố hơn cả cái chết. Tứ chi của cô Thiên Phàm đã đứt, trên người hắn đã huyết nhục mơ hồ. Dưới thân là từng khối huyết nhục, thịt rất mỏng, có hơn ngàn miếng. Thân thể huyết nhục mơ hồ của hắn đang run rẩy. Hắn hiện tại đã thanh tỉnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt là oán độc vô tận. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, trong mắt có một tia khẩn cầu. Lúc này, chết với hắn là giải thoát. Trong mắt Thương Thanh Ảnh sinh ra cảm giác không đành lòng, hồi lâu, nàng thấp giọng thở dài, cong ngón búng ra, một đám kình khí bắn vào đầu cô Thiên Phàm. Cô Thiên Phàm lập tức mất mạng. Ám viện, thật không còn. Trong mắt Thương Thanh Ảnh chỉ có phức tạp, có thể nói ám viện là lực lượng trung kiên của thư viện, nếu như nói ám viện mất mạng trong tay yêu thú, trong nội tâm nàng cảm thụ khá hơn một ít. Nhưng ám viện lại chết trong tay Dương Diệp, muốn nói trong nội tâm không có oán khí đó là giả. Không chỉ có nàng, trong nội tâm những thánh giả thư viện khẳng định cũng có oán khí. Nhưng là đúng như Dương Diệp nói. Thiên tài còn sống vĩnh viễn quan trọng hơn thiên tài chết đi. Hơn nữa, nếu như nói Vân Hải Thư viện muốn rửa sạch sỉ nhục ngàn năm với Bạch Lộ Thư viện, không hề nghi ngờ, Dương Diệp là người thích hợp nhất của Vân Hải Thư viện, có thể nói là lựa chọn cuối cùng. Thực lực mạnh, thiên phú mạnh, lòng dạ ác độc, không từ thủ đoạn, lá gan lớn hơn trời. Cũng chỉ có hắn dẫn dắt, thiên tài Vân Hải Thư viện mới có thể còn sống trở về từ Bạch Lộ Thư viện, hơn nữa còn lấy được thành tích tốt. Nàng rất rõ ràng, đạt được một thành tích tốt đối với Vân Hải Thư viện có ý nghĩa thế nào,
ý nghĩa Vân Hải Thư Viện vô cùng có khả năng trở lại Trung Thổ Thần Châu. Nếu như có thể trở lại Trung Thổ Thần Châu, đừng nói một ám viện, cho dù tổn thất 10 ám viện cũng đáng được. Bởi vì chỉ cần Vân Hải Thư Viện trở lại Trung Thổ Thần Châu, khi đó có thể lập tức bồi dưỡng 10 ám viện. Tại Trung Thổ Thần Châu, thiên tài như chó. Nói cho cùng, Vân Hải Thư Viện đến bây giờ vẫn dung túng Dương Diệp, mục đích chủ yếu là lợi dụng hắn. Không thể nói Vân Hải Thư Viện giáp tâm bất lương, dù sao trên đời này không có cơm trưa miễn phí, người muốn được cái gì, nhất định phải trả giá cái gì. Hơn nữa, không phải Dương Diệp cũng lợi dụng Vân Hải Thư Viện hay sao? Bất kể là thế giới nào, tất cả đều là lợi ích chí thượng. Vân Hải Thành. Trong một gian phòng, Dương Diệp nằm trên giường, toàn thân hắn tỏa ra hào quang màu tím. Nằm bên giường Dương Diệp là Ngọc Vô Song cùng Ngọc Vô Kiều. Ngọc Vô Kiều nằm trong ngực Ngọc Vô Song, sắc mặt nàng tái nhợt, hiển nhiên nàng rất suy yếu. Tam nha đầu, trước kia ngươi hù chết ta. Đôi tay Ngọc Vô Kiều nắm chắc tay Ngọc Vô Song, nói. Khá tốt lúc trước phụ thân giao, hộ tâm, cho ngươi, bằng không người đã chết. Ngươi, nha đầu người đấy, về sau đừng có làm chuyện ngu xuẩn như vậy được không? Ngươi nói một chút, ngươi ngăn cản thay hắn cái gì chứ? Hắn cần người ngăn cản sao? Thân thể của hắn còn khủng bố hơn yêu thú, cho dù bị đâm vài lần cũng không sao, cho dù có việc thì có quan hệ gì với ngươi. Nếu người chết, người có nghĩ tới ta hay không? Có nghĩ tới đại tỷ hay không? Có nghĩ tới phụ thân hay không? Ngọc Vô Kiều nói xong, vai nàng bắt đầu rung động, trên mặt xuất hiện hai hàng nước mắt. Ngọc Vô Song thu hồi ánh mắt nhìn Dương Diệp, ngẩng đầu nhìn Ngọc Vô Kiều, nói khẽ. Nhị tỷ, người biết ưa thích một người là cảm giác gì không? Nước mắt của Ngọc Vô Kiều lập tức ngừng lại, làm như nghĩ đến cái gì, nàng biến sắc, nói. Vô Song, ngươi còn nhỏ, ngươi còn nhỏ như vậy, ngươi đừng có nói mỏ, thực, ngươi đừng dọa nhị tỷ. Ngọc Vô Song nói, vài năm nữa ta sẽ lớn lên. Ngọc Vô Kiều lại khóc, nói. Vài năm sau tùy ngươi nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại không được, ngươi còn quá nhỏ. Là ngươi hơ dạy ta phải dám yêu dám hận. Ngọc Vô Song nói. Sắc mặt Ngọc Vô Kiều cứng đờ, sau đó lắc đầu, nói. Không được, ngươi quá nhỏ. Là ngươi nó đi nếu gặp được nam nhân ưa thích thì dũng cảm lên, mềm không được thì cứng rắn không được thì. Ngọc Vô Song lại nói. Bà cô, ta sai rồi còn không được scout. Nhị tỷ ta lúc trước chỉ nói hưu nói vượn, tóm lại không được, ngươi lớn lên, tùy ngươi thế nào, nhưng hiện tại, ngươi không được nghĩ những cái này. Ngọc Vô Kiều sắp khóc. Ta chỉ hỏi ngươi cảm giác ưa thích một người là thế nào, cũng không có muốn thế nào, nhị tỷ, tư tưởng của ngươi thật không lành mạnh. Trong mắt Ngọc Vô Song mang theo một tia xem thường. Ngọc Vô Kiều cười khổ, sau đó nhận thức. Vô Song, một chữ tình đả thương người, ta biết rõ chỉ số thông minh của ngươi rất cao, nhưng đối mặt cảm tình, không phải chỉ số thông minh của ngươi có thể chơi. Nghe nhị tỷ khuyên một câu, Dương Diệp không phải người cùng thế giới với chúng ta. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ bỏ xa chúng ta, khi đó, ngươi sẽ rất thống khổ. Hơn nữa, ngươi bây giờ còn nhỏ, hắn đối đãi với ngươi như muội muội, căn bản không có khả năng có tình yêu nam nữ. Nghe được Ngọc Vô Kiều nói câu sau cùng, trong mắt Ngọc Vô Song sinh ra một tia ảm đạm, bởi vì nàng biết rõ Ngọc Vô Kiều nói rất đúng. Đúng thế, Dương Diệp chỉ xem nàng như muội muội. Hồi lâu, Ngọc Vô Song dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Diệp, thấp giọng nói. Trời cao đối đãi với ta thật tàn nhẫn, làm cho ta sai lầm gặp được ngươi. Ngọc Vô Kiều. Thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt đã qua hai canh giờ. Dương Diệp mở mắt ra, Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí. Thương thế đã không có gì đáng ngại, nhưng tuổi thọ, nửa năm. Nghĩ đến tuổi thọ, Dương Diệp nhíu mày. Trong vòng nửa năm phải đạt tới bán thánh, việc này với hắn mà nói không thể không nói là chuyện rất khó khăn. Ngươi tỉnh. Lúc này, Ngọc Vô Song nói. Bên cạnh Ngọc Vô Song, lúc Ngọc Vô Kiều nhìn Dương Diệp, ánh mắt đã có chút bất thiện. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Ngọc Vô Song, đang muốn nói chuyện, lúc này, cánh cửa mở ra, Hắc Suất Bác chạy vào trong phòng, nói. Vô Song tiểu thư, không tốt, Vân Hải Thành lại loạn. Những người kia vì tranh đoạt thi thể và nội đan yêu thú ngoài thành mà giết nhau, ngay cả cường giả thư viện cũng không ép được. Nhân tính tham lam. Ngọc Vô Song lắc đầu, sau đó nói.
thông chi người toàn thành, nói Diệp Dương đã tỉnh. Bên ngoài thành Bắc Vân Hải Thành. Bên ngoài thành, đám người hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết. Đàn sói bại lui, lưu lại gần 200 vạn thi thể yêu thú, những thi thể này đều là bảo bối với nhân loại. Đặc biệt là nội đan của Lang Vương, nội đan đổi với nhân loại mà nói là một thứ tốt không thể nghi ngờ, dù sao thứ này có thể trợ giúp nhân loại tăng thực lực lên, lại có thể bán với giá cao. Hơn 200 vạn thi thể lang yêu, việc này có hơn ý nghĩa 200 vạn nội đan yêu thú, hơn nữa đa số trong đó là tôn cấp, hoàng cấp, thậm chí là bán thánh cao cấp cũng có. Bị những nội đan này hấp dẫn, mọi người vốn đoàn kết nhất trí lại sinh ra tham lam. Cuối cùng, bởi vì phân phối không đồng đều nên đánh nhau tàn nhẫn. Nhìn đám người đánh nhau, đám người Thương Thanh Ảnh vô kế khả thi, Vân Hải Thư Viện đã ra mặt trấn áp, nhưng không có chút tác dụng. Nếu như những người này đều là địch nhân, như vậy khá tốt, trực tiếp ra tay là được. Nhưng vấn đề là những người này không phải địch nhân, căn bản không thể dùng vũ lực để giải quyết. Trước kia Vân Hải Thư Viện cũng ra tay trấn áp một ít người, nhưng cũng không có tác dụng, bởi vì tất cả mọi người đều đang tranh đoạt nội đan. Lại dùng vũ lực trấn áp, đổi lấy có thể là tất cả mọi người phản cảm, thậm chí là công nhiên tạo phản. Nếu như Diệp Dương ở chỗ này, tình huống sẽ không như vậy. Lúc này, một lão giả bên cạnh Thương Thanh Ảnh nói. Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn lão giả, nói. Vũ lão, ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Lão giả lắc đầu, nói. Kẻ này làm việc không kiêng nể gì cả, làm người càng không hiểu biến báo, một lời không hợp thì động thủ. Loại tính cách này, ta cực kỳ chán ghét, nhưng mà, không thể không nói, chỉ có loại người tài giỏi như hắn mới có thể trấn nhiếp những người này. Thương Thanh Ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hắn ở lại Vân Hải Thư Viện chúng ta, không biết là phúc hay là họa. Dù sao, ta có cảm giác, ngày sau nhất định sẽ mang tới phiền toái lớn cho Vân Hải Thư Viện chúng ta. Lão giả gật đầu, nói. Tính cách của hắn, hoặc là chết sớm, hoặc phát triển đến mức ai cũng phải nhìn lên. Nói đến đây, bỗng nhiên lão giả nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Nhà đầu. Người về sau tận lực đừng trêu chọc tên điên này. Nếu là trước kia, hắn đã nhiều lần muốn giết ngươi. Dùng thực lực của hắn, nếu toàn lực ra tay, trừ viện trưởng và mấy lão gia hỏa cùng Vân Hải gia, trong thư viện không ai ngăn cản được hắn. Thương Thanh Ảnh đang muốn nói chuyện, nơi xa có tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng giống giận vang lên. Nội đan bán thánh này là của lão tử, ai dám đoạt, lão tử giết hắn. Đám người Thương Thanh Ảnh nghe tiếng nhìn sang. Chỉ thấy một gã nam tử cầm đao bị đám người vây quanh, dưới chân nam tử này là mấy cỗ thi thể. Nam tử cầm đao là cường giả bán thánh, đám người vây quanh hắn phần lớn là hoàng giả cảnh, nhưng có vài tên cường giả bán thánh. Tuy những người này hiển nhiên kiêng kỵ thực lực nam tử, bọn họ chỉ vây quanh chứ không xông lên. Là ngươi, Tô Man, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nội đan bán thánh, có thực lực thì được, ngươi thức thời thì giao ra, bằng không hôm nay là ngày chết của ngươi. Trong đám người, một người trung niên gầy gò nói. Có thực lực cự đạt được. Nam tử tên Tô Man phi một tiếng, hắn chỉ vào đối phương và nói. Phu Thanh, rác rưởi như ngươi cũng dám nói lời này, ngươi có thể dám đánh nhau với ta không? Nghe vậy, nam tử Phu Thanh nheo mắt lại, hắn âm trầm nói. Tô Man, ta xem ngươi muốn chết. Đừng nhiều lời, lão tử sợ các ngươi sao? Tô Man nhe răng cười nói. Đúng thế. Lão tử một người đánh không lại các ngươi nhiều người, nhưng lão tử dám cam đoan, lão tử có thể kéo chín thành các ngươi chết cùng. Nếu không kéo được, lão tử sẽ tự bảo. Nghe Tô Man nói thế, sắc mặt mọi người biến hóa, một gã cường giả bán thánh tự bảo không phải trò đùa. Trong đó một ít huyền giả hoàng giả cảnh đã bắt đầu bỏ cuộc, bởi vì một khi bán thánh tự bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Nói nhảm, hắn dám tự bảo sao? Lúc này, Phù Thanh tức giận nói. Hắn đang dọa chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn cái gì, cùng xông lên. Khốn nạn, lão tử giết ngươi trước. Tô Man gầm lên một tiếng, nói xong hắn muốn động thủ, mà lúc này, lại có giọng nói vang lên. Diệp Dương đến. Giọng nói không lớn nhưng tất cả mọi người dừng lại. Tô Man tức giận tới Muse Stanai cùng, lúc này hắn đã quên Dương Diệp là ai. Bờ vậy hắn giận dữ nói. Đừng nói Diệp Dương. Cho dù là viện trưởng Vân Hải Thư Viện đến, lão tử cũng muốn. Nói đến đây,
đột nhiên hắn câm miệng. Lúc này, hắn nhớ tới Diệp Dương là ai. Ánh mắt mọi người nhìn sang cửa thành Vân Hải Thành có một gã nam tử cùng hai gã nữ tử đang đứng. Một nam hai nữ này chính là Dương Diệp cùng tỷ muội Ngọc Vô Song. Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song vẫn còn suy yếu, đặc biệt là Dương Diệp, không chỉ thân thể suy yếu, khí tức cũng suy yếu. Dù là như thế, nhưng mọi người đều dừng lại. Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn đi về phía đám người Tô Man, đám người đứng trước Dương Diệp đều tránh ra. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào trước mặt đám người Tô Man. Dương Diệp nhìn đám người Tô Man, cuối cùng ánh mắt nhìn vào Tô Man, nói. Nội đan cho ta. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn sang Tô Man. Sắc mặt mọi người đều khác nhau, phần lớn đều có chút hả hê. Đặc biệt là hơn 10 người vây quanh Tô Man. Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt Tô Man thần hơi đổi, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới sát thần trước mặt lại gây phiền toái cho hắn. Trầm ngâm hồi lâu, hắn nói. Nội đan bán thánh này là ta đánh chết yêu thú bán thánh đoạt được, vốn nên là của ta. Ta nói, cho ta. Dương Diệp nhìn thẳng Tô Man, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại làm hào khí biến thành khẩn trương. Sắc mặt Tô Man thần khó nhìn, hắn giãy giụa hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn ném nội đan tới trước mặt Dương Diệp. Đón lấy, hắn quay người định đi, lúc này Dương Diệp lại nói. Đợi một chút. Tô Man quay người nhìn về phía Dương Diệp, sắc mặt trầm thấp, trong mắt chất chứa lửa giận, nói. Không biết Diệp giáo tập còn gì phân phó. Dương Diệp không có trả lời, mà là nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Nội tàng của thư viện còn tồn tại không? Thương Thanh Ảnh nao nao, lập tức gật đầu, nói. Có huyền kỹ viện, huyền kỹ bên trong phong phú, trong đó không chỉ có đạo giai, tiên giai, thần giai cũng có. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Man, nói. Đợi tí nữa ngươi có thể đến huyền kỹ viện chọn một huyền kích dưới thần giai, đương nhiên, chỉ có thể ghi nhớ, không thể mang đi. Xôn xao. Nghe được Dương Diệp nói thế, tất cả mọi người sửng sốt, kể cả Tô Man và đám người Thương Thanh Ảnh. Hồi lâu, yết hầu Tô Man khô khốc, nói. Ngươi nói là thật. Dương Diệp gật đầu, nói. Tự nhiên. Ngươi có thể làm chủ. Tô Man lại hỏi. Dương Diệp nói. Ngươi không nghe viện trưởng nói sao? Hiện tại tất cả mọi người trong thư viện đều phải nghe ta. Cho nên, ta tự nhiên có thể làm chủ, đúng không, Thương giáo tập? Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh nheo mắt, nàng tự nhiên biết rõ, viện trưởng nói không phải ý này. Nhưng nàng vẫn gật đầu, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp làm như vậy tất nhiên có dụng ý. Thấy Thương Thanh Ảnh gật đầu, mọi người lại xôn xao. Huyền kỹ viện của Vân Hải Thư viện phi thường nổi danh trong Thanh Châu, bởi vì trong đó cất chứa không kém gì Vân Tiêu Thánh Điện và Vô Cực Ma Tông. Phải biết rằng, trong đó có rất nhiều huyền kỹ đều là đám người viện trưởng Vân Hải Thư viện mang từ Trung Thổ Thần Châu đến. Như lời Thương Thanh Ảnh nói, trong đó không chỉ có huyền kỹ tiên giai, ngay cả thần giai cũng có. Hiện tại, Tô Man lại có thể đi vào trong đó chọn một môn, mọi người đều đỏ mắt. Tô Man cũng kích động, hắn vẫn có lý trí. Lập tức áp chế hưng phấn nói. Vì cái gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Dương Diệp, bọn họ cũng muốn biết vì cái gì. Dương Diệp nhìn nội đan bán thánh trong tay, sau đó nói. Những yêu thú này là địch nhân của mọi người, càng là địch nhân của Vân Hải Thư Viện. Từ giờ trở đi, ta hứa hẹn, 30 người giết yêu thú nhiều nhất có thể tiến vào huyền kỹ viện, công pháp viện hoặc huyền bảo viện của Vân Hải Thư Viện chọn một bảo bối dưới thần giai. Ngoài 30 trong 1.000 có thể chọn bảo bối dưới tiên giai. Ngoài 1.000 tên trong 1.000 có thể chọn bảo bối dưới đạo giai. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói. Trừ việc đó ra, tất cả thi thể cùng nội đan yêu thú, Vân Hải Thư Viện chúng ta không muốn. Nhưng phải nghe theo Vân Hải Thư Viện phân phối. Ta cam đoan, chúng ta sẽ tận lực phân phối công bằng. Sau đó ai giết yêu thú, thi thể và nội đan đều của người đó. Nghe được Dương Diệp nói. Đám người lập tức xôi trào. Tiến vào huyền kỹ viện, công pháp viện, huyền bảo viện của Vân Hải Thư Viện, đối với mọi người mà nói chính là chuyện không tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, cho dù là người Vân Hải Thư Viện muốn đi vào trong đó cũng khó khăn. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều có cơ hội. Không chỉ có như thế, giết yêu thú nội đan cùng thi thể cũng là của mình.
Mọi người cảm giác máu trong người bắt đầu thiêu đốt, thậm chí có người đã nhìn về phía Thiên Lang Sơn Mạch với ánh mắt tham lam. Bên cạnh, Thương Thanh Ảnh cau mày, mấy lần muốn nói cái gì, nhưng nàng vẫn nhịn xuống. Diệp giáo tập, người nói đều là thật. Đúng lúc này, một người trung niên đứng ra, trầm giọng hỏi. Người trung niên này là bán thánh cao cấp, hiển nhiên, bán thánh cao cấp cũng nhịn không được nữa. Dù sao huyền kỹ cùng huyền bảo hoặc là công pháp tiên giai đúng là quá hy hữu. Nói một không hai. Dương Diệp nói. Nghe vậy, tên bán thánh cao cấp kia hít sâu một hơi, sau đó hắn chắp tay với Dương Diệp, nói. Tại Hạ Lưu Sơn Hà, trong một tháng này, ta sẽ nghe Diệp giáo tập như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại Hạ Phong Hướng Đông, tương lai trong một tháng, nguyện ý nghe theo Diệp giáo tập điều khiển. Tại Hạ. Rất nhanh. Nơi này có rất nhiều người đứng ra tỏ ý đi theo Dương Diệp. Nếu như nói lúc trước những người này đến thủ thành là vì bị buộc, không có cách nào, vậy bây giờ, những người này đã hoàn toàn tự nguyện. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào sơn mạch xa xa, hồi lâu, hắn nói. Nên đến lượt chúng ta phản công. 32 tên bán thánh cao cấp, 150 bán thánh trung cấp, hơn 230 tên bán thánh bình thường, dưới bán thánh, hoàng giả cảnh có 20 vạn. Dưới hoàng giả cảnh, tôn giả cảnh có hơn 300 vạn. Còn lại đều là một ít linh giả cảnh, vương giả cảnh. Trong phòng, Ngọc Vô Song chậm rãi nói. Trước mặt Ngọc Vô Song là một cái ghế nằm, nằm trên đó là Dương Diệp, hắn nói. Cường giả Vân Hải Thư Viện thì sao? Ngọc Vô Song nói. Vân Hải Thư Viện có 10 tên bán thánh cao cấp, có 100 bán. Thánh trung cấp, có hơn 200 bán thánh bình thường. Còn lại đều là quân giữ thành Vân Hải thành quân và nội viện cùng ngoại viện, những quân coi giữ Vân Hải thành xem như thế lực lệ thuộc trực tiếp vào Vân Hải thư viện, thực lực cũng không tệ lắm. Nói đến đây, Ngọc Vô Song lại nói. Tổng thể mà nói, thực lực chúng ta hẳn mạnh hơn Thiên Lang Sơn Mạch, nhưng nếu quả thật chém giết, chúng ta không nhất định giết được đại quân Lang Yêu của Thiên Lang Sơn Mạch. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Ngọc Vô Song nói. Đầu tiên, mặc dù người của chúng ta nhiều, thực lực đại đa số người cũng được, nhưng dù sao đều là tán tu, hơn nữa rất nhiều người có ân oán không nhỏ với nhau, sẽ tính toán lẫn nhau, căn bản không cách nào đồng tâm hiệp lực, mà đàn sói thì khác, Thiên Lang Vương ra lệnh một tiếng, chúng sẽ lập tức lao tới giết chúng ta. Tiếp theo, Sơn Mạch là địa bàn của yêu thú, chúng quen thuộc Sơn Mạch hơn chúng ta, mà chúng ta không hiểu nhiều về Sơn Mạch, tiến vào trong đó sẽ lâm vào bị động. Còn nữa, tiến vào sơn mạch, người của chúng ta nhất định sẽ bị phân tán ra, mà một khi phân tán ra sẽ bất lợi với chúng ta, bởi vì thực lực nhân loại phổ biến thấp hơn yêu thú. Hơn nữa bên trong sơn mạch còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm, ví dụ như đầm lầy, độc khí. Cho nên chúng ta muốn phản công, không phải không được, chỉ là rất khó mà thôi. Một gây chuyện không tốt, thậm chí còn tổn thương nguyên khí. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi phải hiểu, nếu chúng ta vẫn bị động phòng ngự, tình thế sẽ càng bết bát, đặc biệt trong tình huống tường thành bị phá. Nếu như yêu thú tính dưỡng tốt, ngóc đầu trở lại, chúng ta sẽ càng bị động. Còn nữa, lúc này yêu thú đã lui, rất nhiều người cùng thế lực trong thành khẳng định sinh ra tâm tư. Nhưng ngươi nói cũng đúng, hiện tại tiến công thật không ổn. Ai, đây là việc hao tâm tổn trí. Đối với loại chuyện này, Dương Diệp vô cùng đau đầu. Bởi vì hắn gần đây không thích chơi âm mưu quỷ kế, hắn ưa thích trực tiếp động nắm đấm đánh tới, đánh không lại thì bỏ chạy, chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại hắn phải nắm giữ bố cục, bài binh bố trận, việc này làm khó hắn. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói. Kỳ thật tình cảnh hiện tại rất không tồi, ít nhất chúng ta đã thành công phát động người toàn thành. Hơn nữa bị lợi ích của ngươi hấp dẫn, rất nhiều người hiện tại có đuổi cũng không đi. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ không phải nghĩ tiến công, mà là làm sao tổ chức người trong thành và cường giả lại làm một, không thể nhìn bọn họ tản mạn như trước được. Dương Diệp gật đầu, nói. Những chuyện này ngươi đi làm đi, ta sẽ bảo cường giả Vân Hải Thư Viện phối hợp với ngươi. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, đột nhiên, nàng như nghĩ đến cái gì, nàng nói. Theo đạo lý mà nói, có lẽ cường giả cổ kiếm trai đã chạy tới nơi này mới đúng. Mà bây giờ lại không thấy bóng dáng của bọn họ. Ta hoài nghi, bọn họ đã gặp phiền toái. Dương Diệp cau mày, nói. Phái người đi dò xét, đúng, cũng tra tình huống của Vân Tiêu Thánh Điện.
Đến bây giờ, bọn họ vẫn không có động tĩnh gì, việc này có chút không bình thường. Ngọc Vô Song gật đầu, nói. Ngươi an tâm thương dưỡng đi, chuyện nội thành sẽ do ta xử lý tốt. Hiện tại, đám người viện trưởng không có mặt, ngươi là người tâm phúc của mọi người, cho nên, ngươi phải nhanh chóng khôi phục thực lực và thương thế, kể từ đó, mới có thể ổn định quân tâm cùng nhân tâm. Nói xong, Ngọc Vô Song lui ra ngoài. Ngọc Vô Song đi rồi, Dương Diệp trầm tư. Thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều, không chỉ có cảnh giới đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, huống chi còn tăng sát ý lên tới nửa bước hư vô cảnh. Hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh, có thể nói, hắn hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều bán thánh cao cấp. Nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, hắn còn chưa đủ. Thực lực Lục Uyển Nhi còn mạnh hơn nam tử áo vàng, đây là việc không hề nghi ngờ, bởi vì Lục Uyển Nhi có kiếm hồn kiếm kỹ bỏ qua phòng ngự. Về phần Thanh Đạo Phu, mặc dù đối phương lúc trước chỉ đánh một chiêu với hắn, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Bất kể là Lục Uyển Nhi hay Thanh Đạo Phu đều cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, không chỉ có nguy hiểm, còn làm hắn cảm thấy đối phương sâu không lường được. Đương nhiên, hắn cũng không ý kỵ năm đại thiên tài như Lục Uyển Nhi. Hắn chỉ không xem nhẹ bọn họ. Nhất định phải mau chóng đạt tới bán thánh. Ngọc Vô Song bị cảnh này dọa sợ không nói ra lời. Nàng mất một lúc lâu mới khôi phục tinh thần. Ngươi đạt tới kiếm ý hư vô cảnh. Dương Diệp nhắm mắt lại, không gian chung quanh hắn khôi phục lại như cũ. Qua một hồi, Dương Diệp mở mắt ra, tất cả khôi phục như thường. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nào có dễ dàng đạt tới hư vô cảnh như vậy, chỉ có điều có chút thu hoạch, kiếm ý tăng cường rất nhiều. Đúng rồi, ngươi biết ý cảnh hư vô cảnh. Ngọc Vô Song gật đầu, nói. Nghe phụ thân ta nhắc tới qua. Phụ thân ngươi là thánh giả. Dương Diệp hỏi. Ngọc Vô Song nói. Tự nhiên, đúng rồi, hắn và sư phụ cổ chân nhân của ngươi là bằng hữu chí giao đấy. Dương Diệp nói. Có cơ hội nhất định đi bái phỏng. Đúng rồi, đệ tử cổ kiếm trai xảy ra chuyện gì? Ngọc Vô Song nói. Để hắn nói cho ngươi hay. Ngọc Vô Song vừa dứt lời, một gã nam tử mặc áo xanh mang hộp kiếm đi vào. Nam tử cụt một tay. Ngô sư huynh. Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nam tử trước mắt chính là Ngô Kiếm Ngô Nham Trung. Dương Diệp phát hiện, khí tức của Ngô Nham Trung lúc này rất yếu, trên người còn có vết đao ngấn, hiển nhiên đã bị thương. Xảy ra chuyện. Ngô Nham Trung nói. Rất nhanh, Ngô Nham Trung tự thuật, Dương Diệp biết rõ chân tướng. Đệ tử cổ kiếm trai thu được yêu cầu giúp đỡ của hắn. Đệ tử hoàng giả cảnh cổ kiếm trai đều chạy tới Vân Hải Thành, nhân số khoảng 3.000 người. Dưới tình huống bình thường, bọn họ đã tới Vân Hải Thành vào vài ngày trước. Nhưng trên đường đi, đệ tử cổ kiếm trai tao ngộ một đám người áo đen đánh lén bất ngờ, đệ tử cổ kiếm trai chết mấy trăm người. Đệ tử cổ kiếm trai lập tức triển khai phản kích, nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện, những người này thực lực cường đại, một phen kịch chiến qua đi, bọn họ chết thêm không ít. Nếu như không phải bọn họ ỷ vào tốc độ ngự kiếm, chỉ sợ sẽ bị diệt tất cả. Ngươi nói chỉ có 13 người áo đen. Dương Diệp hỏi Ngô Nham Trung. Nghe vậy, sắc mặt Ngô Nham Trung có chút khó coi, cuối cùng hắn, gian nan, gật đầu. Còn cũng chỉ là bán thánh bình thường. Dương Diệp lại hỏi. Sắc mặt Ngô Nham Trung không phải khó coi mà là tối tăm, hồi lâu, hắn cười khổ, nói. Dương huynh, ngươi đừng hỏi, cứ hỏi tiếp. Mặt mũi của ta đặt ở nơi nào? Nghe được Ngô Nham Trung nói thế, sắc mặt Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đều ngưng trọng. Lúc này, đệ tử cổ kiếm trai đến đều là tinh anh của cổ kiếm trai, mặc dù đa số là hoàng giả cảnh, nhưng đều là tồn tại vượt cấp giết địch. Đối với những tinh anh cổ kiếm trai này mà nói, bán thánh bình thường và hoàng giả cảnh không khác nhau quá lớn. Hơn nữa, lần này trong hàng đệ tử cổ kiếm trai tới đây còn có hơn 50 tên cường giả bán thánh. Hơn 50 tên bán thánh, gần 3.000 hoàng giả cảnh lại bị 13 người giết chạy thục mạng. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không có ý xem thường đám người cổ kiếm trai, bởi vì hắn biết rõ những đệ tử kia, nếu như nói có thể chiến đấu với đối phương, những đệ tử này tuyệt đối sẽ không trốn. Bọn họ đã lựa chọn trốn, chứng minh một việc, chính là 13 người kia không phải bọn họ có thể chiến thắng. Đối mặt địch nhân thực lực mạnh hơn quá nhiều vẫn quyết chiến tới cùng, đó không gọi là dũng khí. Mà gọi là ngu xuẩn. Bọn họ rất mạnh. Lúc này, Ngô Nham Trung nói. Có thể nói, cổ kiếm trai chúng ta, dưới thánh giả,
trừ Lục sư tỷ và Trần Đông sư huynh và Dương huynh ngươi ra, căn bản không có người nào là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc là, lần này Lục sư tỷ cùng Trần Đông sư huynh không đến, bằng không chúng ta cũng không chật vật như thế. Đệ tử kiếm trai đệ tử hiện tại ở đâu? Dương Diệp hỏi. Bên ngoài Thiên Lang Sơn Mạch. Ngô Nham Trung trầm giọng nói. Đi tới bên ngoài Thiên Lang Sơn Mạch nơi này, chúng ta phát hiện, trên không Thiên Lang Sơn Mạch có cường đại cấm chế, chúng ta căn bản không cách nào phi hành, bất đắc dĩ chỉ có thể đi bộ lên Sơn Mạch. Sau khi đi vào Sơn Mạch, chúng ta không chỉ có bị 13 người đuổi giết, còn bị lang yêu của Thiên Lang Sơn Mạch vây giết, ta thừa dịp loạn và được các sư huynh đệ yểm hộ mới chạy thoát, cũng đuổi tới Vân Hải Thành. Nói đến đây, Ngô Nham Trung đi lên một bước, nói. Kính xin Dương huynh lập tức ra tay, bằng không thì sẽ trễ, chúng ta không biết sẽ tổn thất bao nhiêu sư huynh đệ. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Không nên nói với kẻ nào là ta ra khỏi thành, ngoại nhân hỏi, nói ta đang bế quan. Hiểu. Ngọc Vô Song gật đầu, lại nói. Cẩn thận chút. Nàng cũng không có ngăn cản, tuy thực lực 13 người kia khẳng định rất mạnh, nhưng nàng rất có lòng tin vào Dương Diệp. Tại Thanh Châu này. Trừ thánh giả, chỉ cần Dương Diệp muốn chạy trốn, cho dù là năm đại thiên tài như Lâu Thiên Tiêu cũng chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì Dương Diệp lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Dương Diệp gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngô Nham Trung, nói. Dẫn đường. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Ngô Nham Trung lặng lẽ ra khỏi Vân Hải Thành. Sau khi ra khỏi Vân Hải Thành, hai người một đường chạy như điên về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Tiến vào rừng rậm, Dương Diệp cau mày. Sau khi đi vào một khu đất trống, đột nhiên Dương Diệp dừng lại. Dương huynh, như thế nào? Ngô Nham Trung khó hiểu hỏi. Ngươi đi trước. Dương Diệp trầm giọng nói. Sắc mặt Ngô Nham Trung biến hóa, hắn không ngốc, tự nhiên biết chắc có phiền toái. Không nghĩ tới cổ kiếm trai trừ Lục Uyển Nhi lại xuất hiện thiên tài như ngươi. Một giọng nói vang lên, sau đó 13 tên áo đen xuất hiện, bọn họ vây quanh Dương Diệp cùng Ngô Nham Trung vào giữa. Trừ 13 tên người áo đen này ra, Dương Diệp còn nhìn thấy một người, chính là nam tử mặt quỷ. Nhìn này nam tử mặt quỷ, Dương Diệp đã hiểu cái gì? Hơi trầm ngâm, ánh mắt Dương Diệp nhìn đám người áo đen này rất quỷ dị, thân thể bọn họ lơ lửng, thân thể như ẩn như hiện, giống như linh hồn thể. Trọng yếu nhất là, Dương Diệp không cảm nhận được khí tức của bọn họ. Chính là bọn chúng. Nhìn thấy 13 người này. Sắc mặt Ngô Nham Trung đầy ngưng trọng. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song bị cảnh này dọa sợ không nói ra lời, nàng mất một lúc lâu mới khôi phục tinh thần. Ngươi đạt tới kiếm ý hư vô cảnh. Dương Diệp nhắm mắt lại, không gian chung quanh hắn khôi phục lại như cũ. Qua một hồi, Dương Diệp mở mắt ra, tất cả khôi phục như thường. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nào có dễ dàng đạt tới hư vô cảnh như vậy, chỉ có điều có chút thu hoạch. Kiếm ý tăng cường rất nhiều. Đúng rồi, người biết ý cảnh hư vô cảnh. Ngọc Vô Song gật đầu, nói. Nghe phụ thân ta nhắc tới qua. Phụ thân ngươi là thánh giả. Dương Diệp hỏi. Ngọc Vô Song nói. Tự nhiên, đúng rồi, hắn và sư phụ cổ chân nhân của ngươi là bằng hữu chí giao đấy. Dương Diệp nói. Có cơ hội nhất định đi bái phỏng. Đúng rồi, đệ tử cổ kiếm trai xảy ra chuyện gì? Ngọc Vô Song nói. Để hắn nói cho ngươi hay. Ngọc Vô Song vừa dứt lời, một gã nam tử mặc áo xanh mang hộp kiếm đi vào, nam tử cụt một tay. Ngô sư huynh. Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nam tử trước mắt chính là Ngô kiếm Ngô Nham Trung. Dương Diệp phát hiện, khí tức của Ngô Nham Trung lúc này rất yếu, trên người còn có vết đao ngấn, hiển nhiên đã bị thương. Xảy ra chuyện. Ngô Nham Trung nói. Rất nhanh. Ngô Nham Trung tự thuật, Dương Diệp biết rõ chân tướng. Đệ tử cổ kiếm trai thu được yêu cầu giúp đỡ của hắn, đệ tử hoàng giả cảnh cổ kiếm trai đều chạy tới Vân Hải Thành, nhân số khoảng 3.000 người. Dưới tình huống bình thường, bọn họ đã tới Vân Hải Thành vào vài ngày trước. Nhưng trên đường đi, đệ tử cổ kiếm trai tao ngộ một đám người áo đen đánh lén bất ngờ, đệ tử cổ kiếm trai chết mấy trăm người. Đệ tử cổ kiếm trai lập tức triển khai phản kích, nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện. Những người này thực lực cường đại, một phen kịch chiến qua đi, bọn họ chết thêm không ít, nếu như không phải bọn họ ỷ vào tốc độ ngự kiếm, chỉ sợ sẽ bị diệt tất cả. Người nói chỉ có 13 người áo đen. Dương Diệp hỏi Ngô Nham Trung.
Nghe vậy, sắc mặt Ngô Nham Trung có chút khó coi, cuối cùng hắn, gian nan, gật đầu. Còn cũng chỉ là bán thánh bình thường. Dương Diệp lại hỏi. Sắc mặt Ngô Nham Trung không phải khó coi mà là tối tăm, hồi lâu, hắn cười khổ, nói. Dương huynh, người đừng hỏi, cứ hỏi tiếp, mặt mũi của ta đặt ở nơi nào. Nghe được Ngô Nham Trung nói thế, sắc mặt Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đều ngưng trọng. Lúc này, đệ tử cổ kiếm trai đến đều là tinh anh của cổ kiếm trai, mặc dù đa số là hoàng giả cảnh, nhưng đều là tồn tại vượt cấp giết địch. Đối với những tinh anh cổ kiếm trai này mà nói, bán thánh bình thường và hoàng giả cảnh không khác nhau quá lớn. Hơn nữa, lần này trong hàng đệ tử cổ kiếm trai tới đây còn có hơn 50 tên cường giả bán thánh. Hơn 50 tên bán thánh, gần 3.000 hoàng giả cảnh lại bị 13 người giết chạy thục mạng. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không có ý xem thường đám người cổ kiếm trai, bởi vì hắn biết rõ những đệ tử kia, nếu như nói có thể chiến đấu với đối phương, những đệ tử này tuyệt đối sẽ không trốn. Bọn họ đã lựa chọn trốn, chứng minh một việc, chính là 13 người kia không phải bọn họ có thể chiến thắng. Đối mặt địch nhân thực lực mạnh hơn quá nhiều vẫn quyết chiến tới cùng, đó không gọi là dũng khí, mà gọi là ngu xuẩn. Bọn họ rất mạnh. Lúc này, Ngô Nham Trung nói. Có thể nói, cổ kiếm trai chúng ta, dưới thánh giả, trừ Lục Sư Tỷ và Trần Đông Sư Huynh và Dương Huynh ngươi ra, căn bản không có người nào là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc là, lần này Lục Sư Tỷ cùng Trần Đông Sư Huynh không đến, bằng không chúng ta cũng không chật vật như thế. Đệ tử kiếm trai đệ tử hiện tại ở đâu? Dương Diệp hỏi. Bên ngoài Thiên Lang Sơn Mạch. Ngô Nham Trung trầm giọng nói. Đi tới bên ngoài Thiên Lang Sơn Mạch nơi này, chúng ta phát hiện, trên không Thiên Lang Sơn Mạch có cường đại cấm chế, chúng ta căn bản không cách nào phi hành, bất đắc dĩ chỉ có thể đi bộ lên Sơn Mạch. Sau khi đi vào Sơn Mạch, chúng ta không chỉ có bị 13 người đuổi giết, còn bị lang yêu của Thiên Lang Sơn Mạch vây giết, ta thừa dịp loạn và được các sư huynh đệ yểm hộ mới chạy thoát, cũng đuổi tới Vân Hải Thành. Nói đến đây, Ngô Nham Trung đi lên một bước, nói. Kính xin Dương huynh lập tức ra tay, bằng không thì sẽ trễ, chúng ta không biết sẽ tổn thất bao nhiêu sư huynh đệ. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Không nên nói với kẻ nào là ta ra khỏi thành, ngoại nhân hỏi, nói ta đang bế quan. Hiểu. Ngọc Vô Song gật đầu, lại nói. Cẩn thận chút. Nàng cũng không có ngăn cản, tuy thực lực 13 người kia khẳng định rất mạnh, nhưng nàng rất có lòng tin vào Dương Diệp. Tại Thanh Châu này, trừ thánh giả, chỉ cần Dương Diệp muốn chạy trốn, cho dù là năm đại thiên tài như Lâu Thiên Tiêu cũng chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì Dương Diệp lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Dương Diệp gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngô Nham Trung, nói. Dẫn đường. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Ngô Nham Trung lặng lẽ ra khỏi Vân Hải Thành. Sau khi ra khỏi Vân Hải Thành, hai người một đường chạy như điên về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Tiến vào rừng rậm, Dương Diệp cau mày. Sau khi đi vào một khu đất trống, đột nhiên Dương Diệp dừng lại. Dương huynh, như thế nào? Ngô Nham Trung khó hiểu hỏi. Ngươi đi trước. Dương Diệp trầm giọng nói. Sắc mặt Ngô Nham Trung biến hóa, hắn không ngốc, tự nhiên biết chắc có phiền toái. Không nghĩ tới cổ kiếm trai trừ Lục Uyển Nhi lại xuất hiện thiên tài như ngươi. Một giọng nói vang lên, sau đó 13 tên áo đen xuất hiện, bọn họ vây quanh Dương Diệp cùng Ngô Nham Trung vào giữa. Trừ 13 tên người áo đen này ra, Dương Diệp còn nhìn thấy một người, chính là nam tử mặt quỷ. Nhìn này nam tử mặt quỷ, Dương Diệp đã hiểu cái gì? Hơi trầm ngâm, ánh mắt Dương Diệp nhìn đám người áo đen này rất quỷ dị, thân thể bọn họ lơ lửng, thân thể như ẩn như hiện, giống như linh hồn thể. Trọng yếu nhất là, Dương Diệp không cảm nhận được khí tức của bọn họ. Chính là bọn chúng. Nhìn thấy 13 người này, sắc mặt Ngô Nham Trung đầy ngưng trọng. Dương Diệp nói. Xem ra, Vân Tiêu Thánh Điện các người phục giết đệ tử cổ kiếm trai là giả, mục tiêu chính là ta mới đúng. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt Ngô Nham Trung thay đổi, lúc này hắn làm sao không hiểu, mục tiêu của đám người này không phải đệ tử cổ kiếm trai, bọn họ phục giết đệ tử cổ kiếm trai, nguyên nhân thực sự là muốn dẫn Dương Diệp ra ngoài. Mà hắn sở dĩ có thể chạy trốn tới Vân Hải Thành, đoán chừng cũng do đối phương cố ý. Thật có lỗi. Ngô Nham Trung nhìn về phía Dương Diệp, khổ sở nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nên nói có lỗi là ta mới đúng, nếu như không vì ta, các ngươi căn bản sẽ không tới đây.
Tốt, ta không thích nói nhảm, cũng không thích nghĩ nhiều. Nếu mọi người là đồng môn, vậy thì cùng tiến thoái, người nói đúng không? Lẽ ra như thế. Ngô Nham Trung gật đầu nói. Dương Diệp, Diệp Dương, ha ha. Không nghĩ tới người chính là người một mình quét mặt mũi của Thượng Thanh Đạo Môn, càng không có nghĩ tới người chạy đến Vân Hải Thổ Viện làm giáo tập. Nam tử mặt quỷ nói. Cổ kiếm trai vốn xuất hiện một Lục Uyển Nhi, hiện tại lại có thêm ngươi, xem ra cổ kiếm trai sắp quật khởi rồi. Thật đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội quật khởi. Bởi vì ngươi phải chết. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Dương Diệp vừa dứt lời, một đạo kiếm khí xê khém tới, lập tức xuất hiện trước mặt nam tử mặt quỷ, mà đúng lúc này, trước mặt nam tử mặt quỷ xuất hiện một người áo đen. Người áo đen vươn tay về phía trước, một vòng xoáy màu đen xuất hiện, kiếm khí của Dương Diệp bị hút vào trong đó. Nam tử mặt quỷ cười lạnh một tiếng, nói. Dương Diệp, hôm nay, mặc cho thủ đoạn của ngươi mạnh thế nào, ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Biết rõ bọn họ là ai không? Bọn họ đến từ Trung Thổ Thần Châu U Minh Điện U Minh Thập Tam Ảnh. Tuy bọn họ chỉ là bán thánh, nhưng nếu liên thủ sẽ vô hạn tới gần thánh giả. Đừng nói ngươi, cho dù là Lục Uyển Nhi của cổ kiếm trai đến, hôm nay cũng chết không thể nghi ngờ. U Minh Điện. Nghe ba chữ này, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại. Đối với U Minh Điện, hắn tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì Minh Nữ nói nàng đến từ U Minh Điện. Tuy hắn không rõ vì sao U Minh Điện lại ở linh giới, mà Minh Nữ lại đến từ huyền giả đại lục. Nhưng không hề nghi ngờ, U Minh Điện tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Minh Nữ chứng minh điểm ấy, đám áo đen cũng như thế. U Vô Ảnh ở nơi nào? Đúng lúc này, người áo đen cầm đầu hỏi. U Vô Ảnh. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương lại hỏi hắn U Vô Ảnh ở nơi nào. Lúc này, nam tử mặt quỷ nói. Dương Diệp, U Phi chính là ám ảnh chi nữ của U Minh Điện chuyển thế, lần này bọn họ đến Thanh Châu chính là vì đón U Phi trở lại Trung Thổ Thần Châu. Ngươi nhanh chóng giao U Phi ra đây, hơn nữa lập tức chịu chế tài, bằng không lát nữa ngươi muốn chết cũng khó khăn. Dương Diệp không để ý tới nam tử mặt quỷ, hắn nhìn nam tử cầm đầu, nói. Các ngươi có thể nhận ra Minh Nữ. Minh Nữ Điện Hạ. Nam tử cầm đầu ngạc nhiên nói. Vì sao ngươi biết Minh Nữ Điện Hạ? Thì ra nàng không có việc gì. Trong mắt Dương Diệp thả lỏng, mà lúc này, người kia nói. Nói cho ta biết, vì sao ngươi biết rõ Minh Nữ Điện Hạ? Ta và nàng là bằng hữu. Dương Diệp nói thật. Hắn cũng không nói sai, hắn và Minh Nữ được tính là bằng hữu. Làm càn. Tên áo đen tức giận quát. Bằng ngươi cũng xứng làm bằng hữu của Minh Nữ Điện Hạ. Đúng là buồn cười đến cực điểm. Bản tôn không muốn nói nhảm với ngươi. Mau giao ra ảnh nữ điện hạ, bằng không bản tôn sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp trầm xuống, nói. Ngô huynh, ngươi đi trước, đi dẫn người cổ kiếm trai tới Vân Hải Thành. Ngô Nham Trung muốn nói cái gì, Dương Diệp lại nhìn thẳng hắn, nói. Ngươi ở lại đây liên lụy tới ta. Sắc mặt Ngô Nham Trung cứng đờ, hồi lâu, hắn khổ sở nói. Làm người, không thể nói trắng ra như vậy. Nói xong. Hắn quay người bay ra xa. Đám người áo đen muốn ra tay, Dương Diệp nói. Không muốn biết ảnh nữ ở đâu sao? Không thể thả hắn đi. Nam tử mặt quỷ nói. Ngươi ra lệnh cho ta. Nam tử cầm đầu quát tên nam tử mặt quỷ. Thân thể nam tử mặt quỷ khẽ run lên, hắn vội vàng nói. Không dám, nhưng mà. Không có nhưng mà. Nam tử áo đen nói. Tuy chúng ta đáp ứng giúp Vân Tiêu Thánh Điện các ngươi trừ bỏ Dương Diệp, dùng việc này đổi lấy ảnh nữ quay về Trung Thổ Thần Châu, nhưng cũng không có đáp ứng giúp các ngươi giết người khác. Nam tử mặt quỷ. Ta lại không cho rằng như vậy, mặc kệ ta nói tung tích U Vô Ảnh ra hay không, các ngươi cũng sẽ giết ta. Dương Diệp nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Nam tử áo đen nói. Ta không phục. Dương Diệp nói. Ngươi có thể như thế nào? Nam tử áo đen khinh thường nói. Trong mắt ta, Dương Diệp ngươi như con sâu cái kiến. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở nói nhảm. Man thần kiếm trong tay Dương Diệp quét qua, một đạo kiếm khí hình cung bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, đạo kiếm khí kia chưa tới trước mặt đám người áo đen đã dừng lại, giống như thời gian dừng trôi. Vô chi, ngu xuẩn. Nam tử áo đen cầm đầu vừa dứt lời, đạo kiếm khí của Dương Diệp lập tức vỡ vụn.
Sau đó 13 tên áo đen giơ tay lên, một cỗ lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở nơi này. Sau khi lực lượng kia xuất hiện, không gian nơi này xuất hiện vặn vẹo một cách quỷ dị, làm cho người ta phải sợ hãi. Đối mặt với lực lượng vặn vẹo kia, sắc mặt Dương Diệp đầy ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng thần bí đang xé rách thân thể của hắn, giống như muốn xé hắn thành trăm ngàn khối. Hơn nữa, hắn, lúc này phát hiện thân thể bị khóa chặt, hắn căn bản không thể nhúc nhích, thậm chí huyền khí trong cơ thể cũng dừng vận chuyển. Đây là lực lượng gì? Sắc mặt Dương Diệp càng ngưng trọng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ảnh nữ điện hạ ở đâu? Nam tử áo đen cầm đầu nói. Chết! Dương Diệp nói. Chết! Nam tử mặt quỷ nao nao, lập tức giận dữ hét. Khốn nạn, U Phi nắm giữ ám chi pháp tắc, chỉ bằng ngươi cũng có thể. Đúng lúc này, đột nhiên trong cơ thể Dương Diệp bộc phát kiếm ý kinh khủng, sau khi kiếm ý xuất hiện, lập tức quét qua chung quanh, lực lượng thần bí kia biến mất ngay lập tức. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Nam tử áo đen cầm đầu kinh ngạc, trong mắt nam tử mặt quỷ càng kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ tự nhiên điều tra qua Dương Diệp, nhưng trong tư liệu điều tra cũng không có nói Dương Diệp đã có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Bởi vậy, khi nhìn thấy kiếm ý nửa bước hư vô cảnh của Dương Diệp, hắn kinh ngạc đến ngây người. Dương Diệp bạo lộ kiếm ý hư vô cảnh khi ở Vân Hải Thành, mà đám người nam tử mặt quỷ điều tra lúc trước đó, bởi vậy, bọn họ tự nhiên không biết Dương Diệp có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Sao, làm sao có thể, ngươi? Nam tử mặt quỷ còn muốn nói điều gì, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp biến mất tại chỗ, sau khi xuất hiện lần nữa đã đứng ở trước mặt nam tử mặt quỷ, cùng lúc đó, đầu của tên nam tử mặt quỷ bay lên cao. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Dương Diệp phung vẩy man thần kiếm, hắn quay người nhìn về phía nam tử áo đen cầm đầu, nam tử áo đen cầm đầu trầm giọng nói. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, tốc chi pháp tắc, ta thật sự xem nhẹ ngươi. Nhưng việc này không ảnh hưởng tới việc ngươi phải chết. Nam tử áo đen vừa dứt lời, hắn và 12 tên áo đen giơ tay lên, một vòng xoáy xuất hiện tại nơi này. Sau khi vòng xoáy màu đen xuất hiện, không gian chung quanh không ngừng bị cắn nuốt, nhanh chóng trở thành không gian hư vô màu đen, rất nhanh, vòng xoáy màu đen biến nơi này thành khu vực tối tăm. Sắc mặt Dương Diệp biến thành ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, kiếm ý nửa bước hư vô cảnh của hắn không thể chống cự vòng xoáy màu đen thôn phệ, không chỉ không cách nào chống cự, còn có thể bị thôn phệ. Ngay cả kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cũng có thể bị thôn phệ. Giờ khắc này, Dương Diệp chính thức động dung. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh từ trình độ nào đó đã không kém gì pháp tắc chi lực, nhưng hiện tại kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cường đại lại không thể ngăn cản vòng xoáy màu đen thôn phệ. Rốt cuộc vòng xoáy màu đen là lực lượng gì? Dương Diệp không có thời gian suy nghĩ, bởi vì vòng xoáy màu đen sắp bao phủ hắn. Ngừng! Dương Diệp tiến lên phía trước, vừa dứt lời, vòng xoáy lập tức đình chỉ thôn phệ, dường như khu vực chung quanh bị phong ấn, sau một khắc, vòng xoáy màu đen đã biến mất. Thật sự là lực lượng của vực, hơn nữa còn là kiếm vực. Nam tử cầm đầu ngưng trọng. Dương Diệp cũng không dám tiếp tục thi triển kiếm vực, vạn nhất đối phương đột nhiên phát lực, dùng tuổi thọ của hắn hiện tại tuyệt đối sẽ vẫn lạc ngay lập tức. Bởi vậy, Dương Diệp lập tức thi triển tốc chi pháp tắc, hắn xuất hiện trước mặt nam tử cầm đầu, man thần kiếm trong tay mang theo kiếm ý nửa bước hư vô cảnh nện vào đầu đối phương. Này một đập. Không gian chung quanh người áo đen lập tức sụp xuống, không chỉ có như thế, mặt đất chung quanh người áo đen hạ thấp vài trượng. Nhưng khi kiếm của Dương Diệp Man xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương, một đám khí lưu màu đen ngăn cản lực lượng đáng sợ của Man Thần Kiếm, bị khí lưu ngăn cản, Man Thần Kiếm của Dương Diệp không thể chém xuống. Dương Diệp kinh ngạc, đúng lúc này, khí lưu màu đen ngăn cản Man Thần Kiếm đột nhiên thẩm thấu vào Man Thần Kiếm, sau đó đánh vào ngực của hắn. Phanh! Dương Diệp bị khí lưu đẩy lui cả trăm trượng, sau khi dừng lại, sắc mặt Dương Diệp đại biến, bởi vì khí lưu vẫn quấn chặt lấy hắn, hơn nữa, hắn còn cảm giác khí lưu đang cắn nuốt sinh cơ của hắn. Dương Diệp vội vàng thúc giục kiếm ý khu trừ, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, kiếm ý nửa bước hư vô cảnh lại không thể ngăn cản khí lưu màu đen, không chỉ có như thế, kiếm ý của hắn còn bị khí lưu quấn lấy. Đừng giãy giụa, khí lưu này là tử khí cùng u ám kết hợp. Nếu kiếm ý thật sự là hư vô cảnh, có lẽ có thể khu trừ, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là nửa bước hư vô cảnh. Nam tử áo đen chậm rãi nói. Đương nhiên, bị tử khí cùng u ám dính vào,
cho dù kiếm ý của ngươi đạt tới hư vô cảnh cũng không dùng được. Thì ra là tử khí. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, huyền khí trong cơ thể vận chuyển dung nhập vào kinh mạch, rất nhanh, những khí lưu màu đen liền bị Dương Diệp bức ra khỏi cơ thể. Nếu như là người khác, cho dù là Lục Uyển Nhi bị tử khí khủng bố bám vào người sẽ không có lực xoay trời chuyển đất, trừ phi thánh giả xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, Dương Diệp sợ chết khí sao? Hồng Mông tử khí trong người hắn có thể nói chính là khắc tinh của tử khí. Thì ra tử khí yếu như vậy. Dương Diệp suy cười một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc khinh miệt, nhưng trong lòng lại thận trọng. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, kiếm ý vần quanh người, hình thành một tầng kiếm ý phòng hộ. Lúc này, ngươi làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Nam tử áo đen vừa dứt lời, hắn cùng 12 tên áo đen cùng biến mất một cách quỷ dị, sau đó hàn quang lóe lên, âm thanh đao kiếm va chạm không ngừng vang lên. Nơi này, Dương Diệp càng đánh càng kinh ngạc, thần sắc càng đánh càng ngưng trọng, bởi vì, giao thủ đến nay, hắn hoàn toàn bị áp chế, hắn không có chút năng lực phản kích. Dù hắn đã thi triển ra tốc chi pháp tắc, thân pháp của 13 người này cực kỳ quỷ dị, bọn họ cho Dương Diệp cảm giác chính là hư ảo, giống như linh hồn thể. Nhưng Dương Diệp biết rõ, bọn họ tuyệt đối đều là người, mà không phải linh hồn thể. Những người này lập lòe giống như giấu mình trong hư không, hoàn toàn không có chút khí tức nào. Xuất quỷ nhập thần. Nếu như chỉ như vậy cũng không có gì, trọng yếu nhất là công kích của bọn họ quá quỷ dị. Dương Diệp chưa gặp qua loại lực lượng này, loại lực lượng này không chỉ bỏ qua kiếm ý áp chế của hắn, càng bỏ qua phòng ngự thân thể, nếu như không phải bản thân hắn có kiếm tâm thông minh, có ý thức chiến đấu cường đại, hắn đã sớm bị giết chết. Những người áo đen này có năng lực phối hợp đáng sợ. Không chê vào đâu được. Rốt cuộc Dương Diệp đã hiểu vì sao đám người cổ kiếm trai lại bị 13 người này đuổi giết. Đừng nói những đệ tử cổ kiếm trai, cho dù là hắn cũng không nắm chắc sẽ thắng 13 người này. Nếu như thi triển kiếm vực và tiêu vong pháp tắc, có lẽ có cơ hội. Nhưng sau khi nhìn thấy đám người này khủng bố, hắn không dám thi triển kiếm vực. Bởi vì một khi gây chuyện không tốt, hắn sẽ tự sát. Về phần tiêu vong pháp tắc, không có kiếm vực trợ giúp, cho dù thi triển tiêu vong pháp tắc cũng không dùng được, bởi vì những người này phối hợp quá tốt, hơn nữa ý thức chiến đấu và năng lực cảm ứng nguy cơ quá cường đại, loại tình huống này, tiêu vong pháp tắc rất khó đánh trúng đối phương. Rất nhanh, Dương Diệp bắt đầu bị thương, mà hắn không có một lần phản kích, áp chế hoàn toàn. Dương Diệp cũng không có thả Kim Lang cùng U Vô Ảnh ra, bởi vì làm thế cũng không có tác dụng quá lớn, cũng không phải nói Kim Lang cùng U Vô Ảnh thực lực yếu, mà là thực lực 13 người này quá mức quỷ dị, hơn nữa đối phương còn chưa có xuất toàn lực. Kim Lang cùng U Vô Ảnh đi ra, nhiều lắm chỉ giảm bớt áp lực cho hắn mà thôi, hơn nữa gây chuyện không tốt, Kim Lang cùng U Vô Ảnh sẽ hy sinh mất. Ngừng, ta nói cho các người biết U Vô Ảnh ở nơi nào. Đúng lúc này, Dương Diệp quát lớn. Dương Diệp vừa dứt lời, 13 tên áo đen dừng lại, tên nam tử cầm đầu hỏi. Tại, người này còn chưa có nói xong, Dương Diệp đã biến mất tại chỗ, hắn xuất hiện lần nữa đã ở cách nơi này ngàn trượng. Trốn, đám người áo đen. Đám người áo đen ngây ngốc tại chỗ, hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ Dương Diệp lại vô sỉ như vậy. Kiếm tu, đặc biệt là kiếm tu cường đại đều là người ngông nghênh, thà gãy không cong, kiếm tu vô sỉ như Dương Diệp, bọn họ mới gặp lần đầu tiên. Đuổi theo. Người áo đen cầm đầu vừa dứt lời, 12 tên người áo đen chung quanh lập tức đuổi theo. Mà đúng lúc này, đột nhiên người áo đen đi đầu ngã xuống, yết hầu của hắn xuất hiện một vết máu tươi bắn ra ngoài. Sau đó thi thể người áo đen này biến mất, cùng lúc đó, bóng dáng sau lưng người áo đen khác hơi động. Sau một khắc, yết hầu người áo đen này cũng bắn ra máu tươi. Cẩn thận cái bóng. Lúc này, người áo đen cầm đầu gào lên, trong lời nói không còn bình tĩnh được nữa, chỉ có khiếp sợ cùng giật mình. Người áo đen cầm đầu vừa dứt lời, lại có một người áo đen bị cắt đứt yết hầu, sau đó thi thể hắn cũng ngã xuống đất giống hai người trước đó. Vào lúc này, 10 tên áo đen còn lại đều tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một trận thế kỳ dị. Trên thân 10 người bộc phát vòng xoáy màu đen khủng bố, những vòng xoáy màu đen này lan tràn với tốc độ rất nhanh, không đến nửa giây đã bao phủ phạm vi ngàn trượng chung quanh bọn họ. Trong ngàn trượng là khu vực hắc ám, ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu lọt vào trong đó. Hồi lâu, vòng xoáy màu đen biến mất.
Nơi này vốn là rừng rậm, vào lúc này vòng xoáy màu đen biến mất, phạm vi ngàn trượng không có vật gì, ngay cả cỏ dại cũng không có, không chỉ có như thế, không gian phạm vi ngàn trượng lại vỡ ra, từng vết nứt không gian trải rộng khắp nơi, người nào nhìn thấy cũng có cảm giác khủng bố. Hồi lâu, nam tử áo đen cầm đầu hít sâu một hơi, nói. Hắn không ở đây, tốt cho một Dương Diệp, tốt cho một Dương Diệp, không nghĩ tới U Minh Thập Tam Ảnh chúng ta lại ăn thiệt thòi lớn trong tay một tên hoàng giả cảnh tại Thanh Châu này, tốt, rất tốt. Đó là pháp tắc. Lúc này, một người áo đen khác nói. Người áo đen cầm đầu trầm giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ là ám chi pháp tắc. Ám chi pháp tắc không phải pháp tắc của ảnh nữ điện hạ hay sao? Hắn biết khi nào? Một người áo đen khác nghi ngờ nói. Ta cũng khó hiểu. Người áo đen cầm đầu nói. Tuy thực lực của người này không bằng Lâu Thiên Tiêu, nhưng lại thần bí và quỷ dị. Không chỉ lĩnh ngộ kiếm vực cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, còn nắm giữ hai chủng pháp tắc. Hắn lúc này vẫn là hoàng giả cảnh, nếu như là bán thánh, chỉ sợ 13 người chúng ta cũng không làm gì được hắn. Mà hắn nắm giữ ám chi pháp tắc có thể khắc chế chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể bị hắn tiêu diệt tất cả. Chúng ta tu hành là tử khí cùng u ám chi lực, thể chất bản thân là ám thuộc tính, hắn nắm giữ ám chi pháp tắc, chúng ta sẽ bị hắn áp chế gắt gao. Một người áo đen trầm giọng nói. Mọi người trầm mặc. Hồi lâu, người áo đen cầm đầu trầm giọng nói. Không thể xem thường người này, tất cả mọi người hiện tại phải phòng bị, đặc biệt phải phòng bị những nơi có bóng tối. Bây giờ chúng ta phải lên đường đi Thiên Lang Phong, tranh thủ đạt được Thiên Lang Sơn Mạch tương trợ. Nếu như nói tốc chi pháp tắc vẫn không thể làm bọn họ xem trọng chân chính, ám chi pháp tắc cũng đủ để đạt được bọn họ xem trọng. Bởi vì pháp tắc lại có thể khắc chế bọn họ. Giống như trước kia, bọn họ thi triển vòng xoáy màu đen, nếu như là người bình thường, căn bản không cách nào đào thoát vòng xoáy màu đen của bọn họ thôn phệ, nhưng ám chi pháp tắc lại có thể. Đây chính là nguyên nhân sau khi bọn họ biết được Dương Diệp lĩnh ngộ ám chi pháp tắc thì lui lại. Bọn họ không nghĩ rời đi, nhận nhiệm vụ không hoàn thành, bọn họ không dám rời đi. Rất nhanh, đám người áo đen biến mất tại chỗ. Qua nửa khắc sau, trên mặt đất có một bóng mờ xuất hiện, chỉ chốc lát, Dương Diệp xuất hiện tại nơi này. Quả nhiên ám chi pháp tắc Scott thể khắc chế chúng. Dương Diệp thấp giọng nói. Trước kia, lúc hắn giao thủ với đám người này, kỳ thật hắn đã dự định sử dụng ám chi pháp tắc. Bởi vì 13 người này sử dụng phần lớn đều là hắc ám chi lực, ám chi pháp tắc dễ dàng khắc chế đối phương. Nhưng trong khi giao chiến với đối thủ, hắn tạm thời buông tha suy nghĩ dùng ám chi pháp tắc trong đầu. Bởi vì 13 người phối hợp quá tốt, trong tình huống đó, đặc biệt là khi đối phương có phòng bị, cho dù hắn dùng ám chi pháp tắc cũng không thể giết đối phương, không phải có khả năng giết được, mà là giết không chết, bởi vì đối phương phối hợp lẫn nhau, hơn nữa đề phòng chung quanh, chỉ cần hắn hơi di động thì đối phương có thể phát hiện, hơn nữa còn phản kích ngược lại, hơn nữa còn là 13 người phản kích. Cho nên, muốn xuất kỳ bất ý đánh chết đối phương, chỉ có một biện pháp, đó chính là thả lỏng cảnh giác của mình. Mà hắn làm được, lúc hắn chạy trốn, hắn biết rõ, vào lúc này, đối phương không chỉ có buông lỏng cảnh giác, còn bắt đầu khinh thường hắn. Mà hắn muốn chính là hiệu quả này. Về phần trốn, tuy 13 người trước mặt vô cùng cường đại nhưng chưa tới mức làm hắn tuyệt vọng không thể đánh thắng. Sau khi trầm ngâm nửa ngày, Dương Diệp vung tay phải lên, thi thể ba gã người áo đen xuất hiện trước mặt hắn. Như hắn sở liệu, ba người này căn bản không phải linh hồn thể, chỉ là thể chất đặc thù, hơn nữa tu luyện công pháp và huyền kỹ cũng đặc thù, bởi vậy mới có thể cho người ta cảm giác giống như linh hồn thể. Nếu là người, tự nhiên có thể luyện thành kiếm nô. Không chần chờ, Dương Diệp lập tức bắt đầu. Tuy những người áo này cũng chỉ là bán thánh, nhưng giao thủ chính diện, chỉ sợ cho dù là Kim Lang cũng không cách nào đánh bại bọn họ. Nếu như những người áo đen này liên thủ, Kim Lang cũng không có sức hoàn thủ. Ước chừng một giờ, ba người áo đen quỳ gối trước mặt Dương Diệp. Nhìn ba người áo đen trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, thấp giọng nói. U Minh Điện, rốt cuộc là tồn tại gì? Hắn vốn muốn đọc trí nhớ của đối phương, nhưng hắn phát hiện, căn bản không được. Kỳ thật hắn biết khả năng đọc trí nhớ chỉ là gân gà. Bởi vì trừ phi cường giả đặc biệt cường đại, bằng không thì, sinh tử của người bình thường, trí nhớ sẽ biến mất. Chỉ có cường giả thực lực cường đại mới có thể giữ được trí nhớ ngắn ngủi.
Mà đến bây giờ mới thôi, loại kiếm nô này, hắn chưa từng có. U Minh Điện. Dương Diệp nhận ra thế lực này, chính là Minh Nữ, còn có 13 người này nữa. Bất kể là Minh Nữ hay là 13 người này đều phi thường cường đại. Đặc biệt là Minh Nữ, đó là người duy nhất cảnh giới thấp hơn hắn mà hắn không thể làm gì. Mà bây giờ, thực lực 13 người này đã mạnh tới mức hắn khó làm được gì. Nếu như không phải hắn có ám chi pháp tắc, hắn lúc trước không giả chạy, mà là chạy thật sự. Tóm lại, bất kể là Minh Nữ hay là 13 người này đều biểu hiện ra sự cường đại của U Minh Điện. Mà bây giờ, U Minh Điện và Vân Tiêu Thánh Điện còn có Thiên Lang Sơn Mạch liên hệ với nhau. Đối với Vân Hải Thư Viện và Cổ Kiếm Trai mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Trầm ngâm hồi lâu, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn biến mất tại chỗ, hắn đuổi theo sau đám người áo đen. Thực lực những người áo đen này rất mạnh, hơn nữa phối hợp với nhau càng khủng bố, nếu như luyện chế bọn chúng thành kiếm nô. Về phần U Minh Điện, hắn mới mặc kệ U Minh Điện là cái gì, đối phương đã gây phiền toái cho hắn, hắn không thể không giết đối phương, hắn còn nghĩ hòa giải thì hắn mới là kẻ ngu ngốc. Đã là địch nhân, tốt nhất nên chảm thảo trừ căn, đặc biệt là trong tình huống có thực lực. Rất nhanh, Dương Diệp đuổi theo đám người áo đen. Dương Diệp cũng không có trực tiếp giết tới gần, dưới tình huống đối phương đang đề phòng, hắn không có nắm chắc nhất kích tất sát. Mà nếu như không có biện pháp nhất kích tất sát, bị đối phương cuốn lấy, vậy hắn sẽ có phiền toái. Dù sao những người áo đen này có thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa phối hợp vô cùng khủng bố, nếu bị cuốn lấy, hắn muốn dựa vào mánh khóe lúc trước để thoát thân là việc không thể nào. Dương Diệp tới gần, nhưng đám người áo đen không có phát hiện ra hắn. Bởi vì hắn lúc này đã thi triển kiếm vực che giấu khí tức chính mình, đừng nói những người áo đen này, cho dù là thánh giả cũng không phát hiện được. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo đám người áo đen trọn vẹn gần một giờ, mà lúc này, sắc trời tối lại. Nhìn thấy sắc trời tối lại, Dương Diệp bắt đầu tươi cười. Lại qua nửa canh giờ, bóng tối hàng lâm, cả Thiên Lang Sơn Mạch lâm vào bóng tối vô tận. Tuy là đêm tối, nhưng đối với Dương Diệp và đám người áo đen mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác nhau, bởi vì thực lực mọi người đều còn đó, đừng nói đêm tối, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nhìn rõ chung quanh. Mọi người tăng thêm tốc độ, sắp đến Thiên Lang Phong. Người áo đen cầm đầu nói. Mà đúng lúc này, đột nhiên một người áo đen ngừng lại, sau đó yết hầu của hắn có máu tươi bắn tung tóe. Gần như cùng lúc, một đạo hào quang sáng chói bộc phát, phạm vi ngàn trượng chung quanh sáng như ban ngày, hoàn toàn không có bóng đen nào cả. Nơi này vốn là 10 người, nhưng hiện tại có 11 người. Sau lưng người áo đen vừa chết có thêm một bóng dáng. Cùng lúc đó, đột nhiên xiềng xích đen kịt dài hẹp bao phủ chung quanh, những xiềng xích này trực tiếp xuyên thủng không gian, cũng quấn quanh người áo đen và bóng dáng kia. Khặc khặc, Dương Diệp, chờ ngươi lâu như vậy, rốt cục ngươi cũng mắc câu. Giết 4 người của ta, tốt, ngươi rất tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá sớm, ta muốn lăng trì ngươi. Người áo đen cầm đầu dữ tợn nói. Không, không đúng, bóng đen này là nữ. Lúc này, một người áo đen khác kinh hãi gào lên. Thời điểm người này gào lên, một bóng người chui ra khỏi mặt đất, bóng người phóng lên mang theo cả ngàn đạo kiếm quang lập tức bao phủ 4 phương 8 hướng, sau đó tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi. Làm càn! Người áo đen cầm đầu gào thét, sau đó trong người hắn bạo phát ra hấp lực thật lớn. Những kiếm quang chung quanh bị hấp lực hút vào, không chỉ có kiếm quang, ngay cả không gian cũng bị hấp lực này làm vặn vẹo giống như sắp bị hút vào. Một giây sau, kiếm quang biến mất. Lúc nhìn thấy nhân số tại nơi này, sắc mặt người áo đen cầm đầu vặn vẹo. Bởi vì nơi này tính cả hắn, chỉ còn lại không tới 6 người áo đen. Mà Dương Diệp đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. 13 người, đến bây giờ, cũng chỉ còn lại 6 người. Sỉ nhục. Đối với người áo đen cầm đầu mà nói, đây là việc rất nhục nhã. Mỗi người trong bọn họ đều là bán thánh, hơn nữa bọn họ tới từ Trung Thổ Thần Châu U Minh Điện, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu, 13 người bọn họ liên thủ, trừ một ít thiên tài thành danh ra, cũng chỉ có số ít người mới có thể địch lại bọn họ. Về phần dưới bán thánh, trừ một ít siêu cấp yêu nghiệt ra, đừng nói giết bọn họ, người ta không có tư cách giao thủ với hắn. Mà bây giờ, tại Thanh Châu xa xôi này, bọn họ lại bị một hoàng giả cảnh giết 7 người. Nếu việc này truyền về Trung Thổ Thần Châu, không chỉ có U Minh Thập Tam Ảnh bọn họ mất mặt,
ngay cả U Minh Điện cũng biến thành trò cười. Không nghĩ tới hắn còn có giúp đỡ. Lúc này, một gã áo đen trầm giọng nói. Người kia cũng biết ám chi pháp tắc, lại là nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ chính là ảnh nữ điện hạ. Thân phận của ảnh nữ tại Vân Tiêu Thánh Điện chính là phi tử của Lâu Thiên Tiêu, theo lý mà nói, có lẽ nàng là địch nhân của Dương Diệp mới đúng, vì sao nàng lại tương trợ Dương Diệp? Người áo đen cầm đầu hít sâu một hơi, hắn áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Việc này quả thật có chút quỷ dị, cũng trách ta quá lơ là sơ suất, chúng ta đang tính kế hắn, hắn cũng đang tính kế chúng ta. Hắn có được tốc chi pháp tắc và ám chi pháp tắc, bản thân lại khắc chế chúng ta, hôm nay lại có ảnh nữ tương trợ, hai người liên thủ, quỷ thần khó lường, chúng ta bởi vì công pháp và huyền kỹ nên bị bọn họ áp chế gắt gao. Tiếp tục dây dưa ở đây, nói không chừng sẽ lưu lại nơi này. Một người áo đen nói. Người áo đen cầm đầu liếc mắt nhìn người áo đen vừa nói chuyện, nói. Chẳng lẽ cứ trở về như vậy, trở về như thế, chúng ta báo cáo kết quả thế nào? Không chỉ không có mang ảnh nữ về, ngược lại còn chết 7 người, chúng ta không đảm đương nổi hậu quả này. Đúng là không đảm đương nổi. Người áo đen nói. Nhưng hôm nay nên làm như thế nào? Người áo đen cầm đầu trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhìn ngọn núi cao vút trong mây kia, nói. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm Thiên Lang Phong hợp tác. Nói đến đây, hắn lại nói. Thông chi Vân Tiêu Thánh Điện, cũng nói chuyện ảnh nữ cho Vân Tiêu Thánh Điện biết. Xem bọn họ nói thế nào. Vừa dứt lời, thân hình 6 người khẽ động, bọn họ biến mất tại chỗ. 6 người đi được 1 phút, đột nhiên mặt đất khẽ run lên, sau đó bóng đen nhảy ra ngoài. Bóng đen này chính là Dương Diệp, liên hợp với Thiên Lang Sơn Mạch. Dương Diệp nhìn đám người kia, cười lạnh một tiếng. Nếu như 6 người hiện tại trở lại Trung Thổ Thần Châu, với thân phận và thực lực quỷ dị của đối phương, nếu toàn lực đào tẩu, không ham chiến, hắn thật sự không có biện pháp. Hơn nữa hắn cũng không có năng lực đuổi giết đối phương tới Trung Thổ Thần Châu, nhưng đáng tiếc đối phương không có lựa chọn rời đi. Việc này càng hợp ý của hắn. 2 canh giờ sau, Dương Diệp luyện chế thi thể người áo đen thành kiếm nô. Hiện tại, hắn có được 7 tên người áo đen kiếm nô, còn có Kim Lang cùng U Vô Ảnh. Có thể nói, hiện tại hắn có thể đánh chính diện với 6 gã người áo đen. Thu kiếm nô. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên hư không. Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Sơn Mạch ai thắng ai thua, chính thức quyết định bởi trận chiến trong hư không. Nếu như thánh giả của Vân Hải Thư Viện thắng, Thiên Lang Sơn Mạch sẽ tan thành cho bụi ngay lập tức. Đồng dạng, nếu như là Thiên Lang Sơn Mạch thắng, Vân Hải Thành và Vân Hải Thư Viện cũng tan thành mây khói. Dưới thánh giả, tất cả đều là con sâu cái kiến. Nhân số không có ý nghĩa trước mặt thánh giả. Đương nhiên, cũng không thể nói hắn kiên trì thủ Vân Hải Thành không có ý nghĩa. Nếu như hắn hiện tại không thủ thành, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư không thể chờ tới khi thánh giả phân ra thắng bại đã bị diệt rồi. Đối với Vân Hải Thư Viện, hắn không có lòng trung thành, chỉ có thể nói song phương đang lợi dụng lẫn nhau. Hắn hiện tại còn yếu nhỏ, đặc biệt là đối với thánh giả, hắn không ngốc, hắn không lấy lực lượng của mình đối kháng với quái vật khổng lồ như Vân Tiêu Thánh Điện. Cho nên, hắn cũng phải tìm giúp đỡ. Vừa vặn, Vân Tiêu Thánh Điện lúc này chính là địch nhân của Vân Hải Thư Viện. Từ trình độ nào đó mà nói, giúp Vân Hải Thư Viện, cũng tương đương đang giúp chính hắn. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn đứng tại chỗ một lát, sau đó thân hình khẽ động tiến về phía Thiên Lang Phong. Với thực lực của hắn hiện tại, có tốc chi pháp tắc cùng ám chi pháp tắc, còn có kiếm vực che giấu khí tức, hơn nữa Thiên Lang Sơn Mạch lúc này không có thánh giả, có thể nói Thiên Lang Sơn Mạch không có lực uy hiếp với hắn. Thiên Lang Phong. Thiên Lang Phong là nơi ở của Thiên Lang Vương, cũng là trụ cột của Thiên Lang Sơn Mạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.